gian, đảo lộn quy tắc hết rồi. Nguyệt lão, xin đừng nổi nóng mà. Tôi là Tố Anh, người hầu của Dương Mẫu nương nương đây. Không cần biết, các ngươi vi phạm quy tắc nhà trời, sớm muộn cũng sẽ bị Ngọc Hoàng xử tội. Ta phải cấp báo Ngọc Hoàng bắt các ngươi. Giờ ta sẽ lấy dây tơ hồng trói các ngươi lại. Cái gì? Bùi Như Là, Canh Tình Yêu. Cái gì? Mau kéo nó ra cho ta. Tướng nhà trời tới bắt chúng ta kìa. Mau đi thôi, bỏ nó lại thôi, chúng ta phải chạy mau. Hai đứa kia, đứng lại. Nguyệt lão, bọn chúng đã trốn đi đâu? Bọn chúng chạy về hướng kia rồi. Mau giải thoát cho ta khỏi con ngựa này chơi. Không có ngựa, chúng ta làm sao mà thoát kịp? Đẹp quá. Ồ, đúng vậy, chơi thật là đã quá đi. Giá mà tôi trẻ lại 40 tuổi thì một ngày chắc cũng phải đan được 20 cái vỏ. Ông chỉ ước dơ dẫn, sao không ước mình ngày nào cũng có người thuê làm vỏ? Kìa, sao rơi là được ước một điều đó bà. Để tôi ước trẻ lại 40 tuổi. Ước mỗi ngày đều có người đến đặt hàng đan vỏ. Như vậy thì nhiều quá rồi. Tâu Ngọc Hoàng, những người chăn trâu ở sông Ngân đã xác nhận hai tiên đồng này đã nghịch ngợm làm mưa sao băng đêm qua. Các ngươi thật to gan, thân là người kề cận bên ta và Dương Mẫu, được chúng ta yêu thương nên các ngươi nghĩ có thể trộm giặt và xem thường luật trời có phải không? Ngọc Hoàng và Dương Mẫu xin tha tội cho chúng thần. Quỳ Tiến, ngươi không nói gì đi, ngươi không thấy có lỗi hay sao? Tâu Ngọc Hoàng, thần nghịch phá thì xin chịu tội, nhưng còn chuyện khác thì thần không làm gì sai hết. Cái gì? Tâu Ngọc Hoàng, người vẫn truyền cho chúng tiên và người trần gian rằng thức ăn là quý giá, nhưng thức ăn của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu tại sao lại phí phạm như vậy? Việc trộm đồ ăn của chúng thần có thể là vi phạm phép tắc, nhưng cũng là cách không để thức ăn quý giá bị lãng phí mà. Ngươi còn quanh co chối tội nữa hả? Xin Ngọc Hoàng bớt giận. Dương Mẫu nghĩ thế nào? Các người nói không phải là sai, nhưng ngươi phải hiểu vì sao thức ăn của ta và Ngọc Hoàng phải được tiêu hủy chứ. Vì Ngọc Hoàng và Dương Mẫu là vua của chúng tiên, công lực còn sót lại trên thức ăn và nước uống có thể sẽ làm chênh lệch pháp thuật và đạo hạnh của người ăn phải, ảnh hưởng đến sự công bằng của chúng tiên. Ngươi biết vậy mà không ngăn nổi thói ham ăn và ham chơi của mình sao? Đáng ra phải đày các ngươi xuống trần gian, nhưng thương tình các ngươi bao năm hầu hạ, lại có công, nên xin Ngọc Hoàng cho chúng giáng chức, thu hồi 5 phần pháp thuộc của chúng. Ngài thấy thế nào? Ta đồng ý với Dương Mẫu nương nương. Nay ta truyền cho thu hồi 5 phần công lực của các ngươi, giáng bậc xuống làm người hầu ở 2 nơi riêng biệt, không được gặp nhau. Giao việc gấp đôi trước đây cho hai kẻ này biết ăn năn hối lỗi, không còn thời gian lêu lỏng ăn chơi. Tuân lệnh Ngọc Hoàng Anh Minh. Thế là từ đó Quy Tiến phải làm giúp việc cho quan bậc Mã Ôn, còn Tố Anh phụ việc ở Thiên Trù. Hai người phải làm việc vất vả và không biết về tung tích của người kia ở đâu cho đến hơn 20 năm sau. Gấp đôi công việc gì chứ, lần này là gấp 5 lần công việc trước đây rồi.
mà đồ ăn còn không đủ nữa chứ. Ủa, cái bánh mới để đây đâu rồi trời? Lại là ngươi. Đừng có mơ, ngươi dám ăn bánh của ta. Ai biểu là tại ngươi mà ta bị phạt đây? Ngươi phải chịu phạt chung với ta. Nhà ngươi đang làm gì đó? Tại sao chưa cho con Bảo ăn? Dạ, con Bảo là ngựa của Thiên Lôi, sức ăn của nó hơn hẳn mấy con kia. Mây, nước, gió, lửa, nên ngươi mà còn cắt nửa phần cỏ của nó như lần trước thì ta sẽ cắt cơm của nhà ngươi. Con ngựa này là nhanh nhất và khôn nhất. Ngươi mau mau cho chúng ăn rồi phơi cỏ dọn chuồng tắm ngựa đi, nghe chưa? Dạ. Ngươi thật là sướng đó, có biết không? Ta ở đây làm như khổ sai vậy. Không biết Tú Anh giờ ra sao ha. Tú Anh, mau mau tay chân lên. Bếp số 2 phải có lửa to thì ta mới bắt đầu xào được. Dạ. Còn thiếu gì nữa ta? Tú Anh. Dạ. Còn thiếu nấm hương nữa ạ. Chuẩn vị đó. Tú Anh, múc ra trang trí lẹ lên. Ngươi có cái vị giác tốt đó. Từ ngày có ngươi ở đây, ta thấy món ăn có mỹ vị hơn hẳn. Đa tạ tiên bếp khen ngợi. Tôi bị phạt đến đây, nhưng lại được tiên bếp chiếu cố như vậy. Ngươi đúng là liều mạng quá mức, nhưng cũng là một đứa khéo léo. Món mứt bạch quả, ngươi làm tới đâu rồi? Dạ, mứt bạch quả dâng cho Dương Mẫu nương nương đây ạ. Còn hộp nhỏ này là làm riêng cho tiên bếp. Giỏi lắm Tố Anh, nhưng ngươi chưa được nghỉ đâu. Phải đem cơm trưa. Sao lại vậy ạ? Việc đưa cơm đâu phải của tôi. Vì thiếu người chứ sao? Các tiên sau khi chầu Ngọc Hoàng xong đang dùng bữa, nên không có ai đem cơm cho tên coi ngựa. Mau mau đi, đừng để ta nổi nóng. Chầu xong người ta được ăn, còn mình phải coi ngựa đối mèo đó móc ra. Không lẽ đói quá, đói quá. Trời hôm nay trong trong, ánh sáng vàng hồng hào. Anh là người chăn ngựa đúng không? Bữa trưa đây. Cảm ơn. Khoan đã, cô bếp kia đứng lại. Nè nè, cô dám ăn hết nửa phần cơm của ta hả? Ôi, lâu lắm mới gặp lại mày. Cô là? Tôi là Tố Anh, phụ việc cho tiên bếp ở Thiên Trù. Ừ thì tôi đói quá, lỡ ăn bớt nửa phần cơm của anh đó. Nè, đền nho cho anh đó, tôi tiện tay hái, định ăn giặt cho đỡ đói mà. Thôi, cho anh đó. Cậu đây rồi, tôi là Quy Tiến đây. Đúng là Quy Tiến rồi, vậy là cậu chăn ngựa suốt 20 năm qua sao? Cậu trông khác quá, tôi đã không nhận ra. 20 năm, tôi già mất rồi. Ừ, 20 năm, chúng ta phải sống trong quy định nghiêm ngặt của Thiên Đình. Thiên Đình không cho phép chúng ta qua lại với nhau đâu. Nhưng từ lúc nhỏ, chúng ta có bao giờ theo luật đâu. Mau lên, mau lên, mau lên, dọn chén đĩa ra đi. Mau lên, bên này, bên này. Mau lên đi, nhanh lên, nhanh lên.
Mấy bữa nay ông đi đâu cũng chán, nhưng mà sao không thấy Tú Anh tới? Khó khăn lắm mới gặp lại nhau mà. Ê, tên chăn ngựa kia, mau dắt hai con ngựa đưa tin ra đây. Nè, tên chăn ngựa, có nghe chúng ta nói không hả? Nghe rồi, nghe rồi. Ơ kìa, tiền đồng cấp 1 uy tín đấy mà. Vì ham chơi mà thành tên chăn ngựa những 20 năm rồi. Vất vả quá. Có gì đâu mà lạ. Ai bảo ăn trộm đồ ăn lại còn phá phách nên mới ra nông nổi này. Giờ chỉ là kẻ chăm sóc ngựa thôi à. Hồi xưa làm tiên đồng cấp 1 quái dễ có quy là vậy. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Ta thưa lại với Ngọc Hoàng thì không biết ngươi còn bị phạt đến cỡ nào nữa đâu. Mau dắt ngựa lại đây, chúng ta còn phải đến đi mời các thần tiên đến dự tiệc của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương. Chậm trễ là ngươi sẽ gánh thêm tội đó. Hơn thua với tụi nó cũng đâu có được cái gì. Nhưng ta đã bị trách phạt thì phải cho bọn chúng nếm mùi chứ. Chúng ta về thôi, ta phải đi tìm Tú Anh mới được. Biện đi. Dạ. Đã đem thức uống tới chưa? Còn mất mức sao rồi? Tố Anh đâu? Bẩm tiền bếp, còn để Hàng Hướng Dương và Cốm Dẹp ở ngoài đợi con ra lấy. Mau mau đi. Cậu rảnh rỗi sao mà đến đây vậy? Ngọc Hoàng mở tiệc, đâu đâu cũng bận, tưởng cậu phải lo dắt ngựa cho các khách mời chứ. Chúng ta không thể ở đây mãi được. Những kẻ mắc tội như chúng ta sẽ bị khinh ghét thôi. Rồi tới khi nào chúng ta mới trở về vị trí ngang hàng với mọi người như xưa? Chúng ta phải làm gì đó đi. Là sao? Chúng ta phải làm thôi. Nàng hãy đi cùng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới, tha hồ tự do, khám phá thế giới. Có được không đó? Chúng ta đã sống trong nề nếp 20 năm rồi. Ráng thêm một chút, biết đâu Ngọc Hoàng và Dương Mẫu sẽ thương xót khoan hồng, chờ chúng ta lại cấp bậc tiểu tiên như cũ. Đã 20 năm rồi, đâu phải là 2 năm, Thu Anh à. Nhưng hãy đợi em ở đây, em phải vào quấy mất, không sẽ bị khét mất. Nàng phải nhanh lên đó nha. Chắc chàng đói rồi, ăn đỡ cái này đi. Là bát trân từ 8 loại xương hầm khác nhau đó. Nè nè, giữ ngựa chứ không phải huấn luyện ngựa làm phản nha. Ủa, chàng làm gì ở đây? Chúng ta chờ nhau ở ngoài ngọn môn rồi cưỡi con Bảo đi mà. Ta nghĩ lại rồi, chúng ta không thể âm thầm ra đi như vậy. Là sao? Là chúng ta hãy làm những gì chúng ta thích rồi mới đi khỏi Thiên Đình. Cái gì? Nhưng chúng ta không làm một mình, chúng ta bị phạt thì phải để cho nhiều người cũng nếm mùi vị bị phạt như chúng ta. Chúng ta đã ngoài 40 tuổi tiên rồi, không phải còn 15 như trước. Chàng còn muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn chúng ta bị bọn tiểu tiên thấp cấp trước kia chê cười mãi sao? Tội này nếu bắt được thì có khi đài chúng ta khỏi Thiên Đình mãi mãi luôn đó. Thì đằng nào chúng ta cũng rời khỏi đây mà. Chúng ta đâu có muốn sống ở Thiên Đình với những luật lệ và tiếng chê cười.
có nước táo không? Bộ chàng điên rồi sao? Nàng phải tin ta chứ. Nào, ăn đi, mà ăn đi. Gà tìm hơn 100 loại thảo mộc đó, ăn đi. Dâu ngũ sắc ngâm với linh chi ngàn năm đó. Xem món gỏi nấm này làm nước chấm ngon chưa được thấy. Nghe nói là lấy cá từ Vũ Môn Quan để làm nước chấm đó. Lại đây, ăn cái này đi. Cá trích cuốn rau củ nè, vừa ngon lại đẹp mắt, ngon không tưởng tượng nữa. Lại đây mà xem, món bánh ngọt từ trứng của Phượng Hoàng, 500 năm mới làm được một cái thôi đó. Các người làm gì vậy? Nước táo, mau. Ôi da, gì vậy? Ôi da, đổ hết rồi nè. Chúng ta mau đi thôi, gọi con Bảo đi. Không cần dỗi. Nhưng các khách mời của Ngọc Hoàng sẽ đến ngay bây giờ. Còn lâu họ mới tới được. Ta đã dặn con Bảo dẫn ngựa của bọn họ chạy tán loạn rồi. Họ mất cả buổi tối mới dắt chúng về được. Chàng gan vậy. Thôi đừng có lo nữa. Thiên đình hôm nay là của chúng ta. Tha hồ quậy phá. Mau đi theo ta. Nhớ Phủi Long Đạo đi. Thật là không có lời nào để tỏ. Mất mấy ngàn năm mới chín cũng xứng đáng. Ta chưa từng ăn đào nào mà ngon vậy á. Trước đây á, có canh đào yến mạch dâng cho Ngọc Hoàng, ta cũng từng ăn qua, nhưng mà không có ngon như vậy. Đương nhiên, vườn đào của Dương Mẫu nổi tiếng trong tam giới, không ai là không biết. Mỗi cây chỉ cho 10 trái, mỗi lần hái đem dâng cho ai đều được ghi lại. Ta cũng chưa bao giờ trộm được một quả nào. Vậy thì hôm nay ăn cho thỏa thích. Đằng nào cũng mang tiếng trộm rồi. Hay chúng ta hái một ít để đem theo ăn dần. Nhưng mà đựng vào đâu đây? Túi nhỏ vậy đựng nhiêu? Đây là túi không đáy. Một chút phép thuật ta đã làm lúc trước để trộm đồ ăn cho dễ. Giữ chặt chúng lại. Giữ chúng lại. Bấm Ngọc Hoàng xá tội. Thật không thể nào tông được chúng à. Ngươi coi ngựa kiểu gì mà không có cách huấn luyện cho chúng nghe lời vậy hả? Thần mọi khi Quy Tiến chăn ngựa sẽ làm việc này à. Nhưng thần không tìm thấy hắn đâu cả. Em no quá, không đi nổi nữa. Ai bảo nàng lại còn tiếc trái này ngon lắm. Trái kia không ăn liền thì uổng. Đừng nói nữa, mau ngồi xuống đây nghỉ một lát đi, không thì xỉu mất. Hình như đây là phủ thần nông thì phải á. Thì sao? Ta vào xin một ít hạt giống để xuống trận có cái mà ăn, trồng trọt không lo đói. Chúng ta có phép còn lo gì? Chàng muốn vào thì vào đi, em ở đây nghỉ một lát. Như vậy là sao? Ai cho các ngươi tự tiện cả gan như vậy hả? Nay còn dám đụng vào bàn tiệc của ta? Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu nương nương bớt giận. Đó là Tô Anh và Quy Tiến tạt nước táo ngâm ngàn năm vào người chúng thần, khiến chúng thần choáng váng ạ. Dạ đúng vậy ạ, xin Ngọc Hoàng soi xét. Lại là Quy Tiến, cái tên này. Bẩm Ngọc Hoàng, lũ ngựa đã được gom lại hết, chỉ còn... Còn sao? Nói đi. Dạ còn thiếu mất con ngựa của Thiên Lôi, con Bảo ạ. Dạ dạ, Vua Tôn Ngọc Hoàng và Dương Mẫu. Lại chuyện gì nữa? Dạ, đôi đũa vàng của thần đã bị mất cắp rồi ạ. Các ngươi quản giáo người dưới đó như vậy sao?
Thiên binh thiên tướng đâu? Mau đi bắt Tố Anh và Quy Tiến về cho ta trị tội. Quan nào, quan nào, có chuyện gì vậy? Quy Tiến, tướng nhà trời kìa, mau chạy thôi. Lên kia, mau quy hàng đi. Đây là đâu? Nơi này lạnh thật. Vậy mới giữ được thức uống lúc nào cũng ngon chứ. Sao chàng biết chỗ này? Thì lúc trước làm tiên đồng cho Ngọc Hoàng, ta tới đây lấy nước hoa cúc cho người cho nên nhớ đường. Thế thì vào lấy là được rồi. Sao phải chơi khăm mấy người thợ hái hoa làm gì? Trời ơi, cái gì vậy hả? Có chuyện gì vậy? Đỡ ta lên trái coi. Mấy người thợ hái hoa đó thực chất là người canh gác ở đây. Nếu không làm rối họ lên để đánh lạc hướng thì còn lâu chúng ta mới chậm được. Đây, nước táo ưa thích của Ngọc Hoàng, làm từ hơn 100 loại táo ngon nhất. Ha ha. Ồ, ngon quá. Ê, uống từ từ, uống nhiều bị choáng đó. Nước táo ngon quá, ta phải thử thêm nữa. Đã lỡ đến đây rồi, sao ta không thử hết các loại khác? Nước nho đen ruột trắng đây mà. Ôi, nước cây ngải đắng. Mau tỉnh lại, chúng ta phải đi thôi, không sẽ có người phát hiện ra mất. Nước cây ngải đắng. Mau đi thôi, kẻo có người thấy bây giờ. Hai thiên tướng pháp lực phi phàm mà thua hai đứa tiểu tiên nhãi nhép à? Các người thật sự đã suy yếu tới như vậy sao? Bẩm Ngọc Hoàng, chúng đến phủ thần nông nghịch phá, quăng các chống cây để ngăn cản chúng thần, rồi tìm cách biến đi cùng con bảo. Trước là phá tiệc, rồi trộm đào tiên, bây giờ lại còn gây loạn khắp nơi, thật là không còn phép tắc gì mà. Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, quan trọng là chúng vẫn còn cốt tiên, nên rất khó hàng phục hoặc lần ra dấu vết. Ta thấy bọn chúng sẽ chưa dừng lại việc phá phách này đâu. Cứ theo sát những dấu vết phá hoại của bọn chúng, thế nào cũng bắt được. Bẩm Ngọc Hoàng, có lẽ nên đưa tin đến Chư Tiên khắp các giới, để các thiên tướng có thêm trợ giúp. Không cần đâu, chúng phá hoại rồi ăn uống no say, lúc đó các thiên tướng sẽ dễ dàng hằng phục. Cứ theo dấu vết của bọn chúng mà tìm bắt. Tuân mệnh Ngọc Hoàng. Ước hết rồi, chúng ta để đây đi, lát làm tiếp. Chúng ta ở đây đến chừng nào? Em thấm mệt rồi. Ta không biết, cứ ngồi nghỉ đi rồi tính tiếp. Ủa, con Bảo đâu? Sao nó không đi cùng chúng ta? Mới hồi nãy còn đi cùng nhau mà. Mau chia ra tìm nó đi. Bảo ơi,
Con bảo là của Thiên Lôi, các người dám lợi dụng sự yêu quý của nó để làm điều sang bậy. Chính con bảo đã cho chúng ta biết các người đang ở đây. Bao Ngọc Hoàng, chúng thần đã bắt được hai tiểu tiên rồi, xin được giải lên đại điện xử tội. Hai kẻ phá phách năm xưa đã bị giáng chức, hễ chúng gặp nhau là xảy ra chuyện, phải phạt chúng thật nặng mới được. Tâu Ngọc Hoàng, đã bắt được chúng là tốt rồi. Ngọc Hoàng trăm công nghìn việc, thần xin được đích thân xử phạt chúng, đày chúng xuống trần gian để tu tâm sửa tánh. Vậy ta giao bọn chúng cho Dương Mẫu đó. Do ham mê ăn uống vô độ và ham chơi nên không chấp hành các quy tắc của thiên đình, Tố Anh và Quy Tiến bị tước hết phép thuật và đày xuống hạ giới để làm vô gia cư, phải lao động vất vả mới có miếng ăn. Cải xanh cải ngọt đi, cải xanh cải ngọt mới hái đây, ghé vô ghé vô. Làm ơn cho chúng tôi. Dạ lại ông, xin cho miếng cơm. Ai không có không có. Mày vô, mày vô đi. Gà coi đi, lại bà, lại vô, đi vô, đi chỗ khác đi. Làm ơn quý vô, quý vô, chỗ khác đi, mày vô. Đánh đi chỗ khác đi. Mày vô, mày vô. Mai mà còn xin được chút lửa để sưởi ấm. Tôi đã nói là đừng có ham chơi nữa, cố gắng khắc phục để sống trên thiên đình. Thôi thôi thôi, không có sao, chúng ta sẽ dần dần tìm được kế sinh nhai ha. Đúng nghĩa là chúng ta bị đi đài, dù chịu nhục vẫn đỡ khổ hơn nơi đây, vừa đói vừa rét. Nói là chuyện cũ có ích gì đâu, giờ ngủ tạm ở đây đi, mai tính. Em thèm những món trên thiên đình quá, ước gì chúng ta sẽ quen dần mà. Ít nhất á, ở đây chúng ta được tự do bên nhau, không cần lén lút hay là bị đuổi bắt như trước nữa, không? Chàng nói phải, chúng ta phải phấn chấn lên và làm lại từ đầu. Mùi gì lạ quá. Ừ, lạ mà thơm quá ha. Mùi thơm bay ra từ bếp kia kìa, hình như là họ đang nấu ăn. Thơm quá, nghe mùi thôi mà đã đói bụng rồi. Là mắm kho quẹt ăn với rau luộc đúng không? Mắm kho quẹt với rau luộc là cái gì? Chưa từng nghe. Chờ tôi bắt nồi mắm kho quẹt ra đây nha. Ai nói ăn mắm là khổ, ngon hơn tất cả sơn hào hải vị bà nó ha. Chàng kiếm gì đó, đánh lạc hướng họ đi. Họ đứng lên là ra tay liền nha. Chuyện gì vậy, ông ơi? Người ta bẻ mấy cây bắp đang ra qua của nhà mình bà ơi. Mắm kho quẹt của ta thơm quá. Hey, cũng may chỉ mới mất có mấy cây. Trời ơi, nồi mắm tôi để trên bếp biến mất rồi. Trời ơi, nhà có mỗi nồi mắm kho quẹt mà cũng mất nữa. Ông Táo ơi, sao ông không coi giùm tôi chứ? À, thôi thôi, còn rau luộc ăn đỡ nè bà. Bài kiến Dương Mẫu nương nương. Miễn lễ, Tố Anh và Quy Tiến đã bị đày xuống trần gian. Nhưng ta không yên tâm về sự hối cải của họ, nên phải đích thân xuống kiểm tra. Ngươi hãy nói đi, từ khi ở nhân gian, hai tiểu tiên đó đã làm gì? Bẩm Dương Mẫu,
hai tiểu tiên đã trộm món ăn duy nhất của hai ông bà già đáng thương. Xuống nhân gian không lo lao động để tạo ra cơm ăn áo mặc, chứng nào tật nấy, vẫn là thích trộm đồ có sẵn. Bẩm Dương mẫu, vậy để thần tìm cách ngăn cản họ lại. Ta sẽ tự làm việc này, để ta đối diện với họ. Ui, nóng. Mặn. Nhưng mà ngon quá. Trên thiên đình cũng chưa bao giờ có món nào làm được như vậy. Đúng vậy, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, bêu bêu. Ngon quá à, chỉ muốn ăn thêm, không ngưng lại được. Khoan khoan, khát nước quá. Đúng rồi, chắc tại món này mặn quá. Bà ơi, xin cho cháu một ngụm nước, chúng cháu khát khô cả cổ. Được được, dù gì nước trong bình cũng khá nhiều, ta sẽ chia cho hai cháu một ít. Cảm ơn bà. Ta thấy hai cô cậu không giống người ở đây. Dạ, tụi cháu từ xa đến. Cô cậu định sinh sống ở đây sao? Dạ thưa bà, chúng cháu sẽ lấy nhau và dựng nhà sinh sống ở đây, tận hưởng cuộc sống tự do. Cũng phải, nơi đây rất tốt đẹp, nếu có làm thì sẽ có ăn thôi. Hai cô cậu định làm gì để sống? Chúng cháu cũng chưa biết nữa ạ. Có nhiều việc lắm, nhưng việc nào cũng phải làm lụng mới kiếm được tiền để mua thức ăn. Tiền là gì vậy bà? Vì sao có nó mới mua thức ăn được? Hai cô cậu sao như người trên trời rơi xuống vậy? Đây gọi là tiền, dùng để mua thức ăn, đồ đạc trong nhà hoặc là quần áo. Vậy thì càng nhiều tiền thì càng mua được nhiều thức ăn, phải không bà? Đúng là vậy. Nhưng thôi, ta phải đi rồi. Chúc hai người sẽ có cuộc sống tốt ở đây nha. Cái túi của bà cụ sao? Có nên trả cho bà ấy không? Chúng ta nếu muốn sống ở đây cũng phải có tiền mới mua đồ ăn được. Chàng nghĩ chúng ta có nên giữ lại cho mình không? Chúng ta hãy giữ lại đi, bà ấy sẽ kiếm lại được túi tiền khác thôi. Tính ra trần gian cũng vui thiệt, có tiền là mua được các thứ, khỏi lao động luôn. Thức ăn ở trần gian nhiều hơn vậy quá. Tiền của bà lão đánh rơi, chắc mình ăn cả năm không hết. Bà con cô bác ai giúp già, cho già ăn, già đói quá, lạnh quá. Đi nhanh đi, bà cụ này hôi quá, ăn nuốt không vô. Mình nhiều đồ ăn quá, hay là cho bà lão một chút đi. Ui, bà ta chính là người đã đánh rơi túi tiền. Đi nhanh đi, không bà cụ đòi lại đó. Dương mẫu, bái kiến Dương mẫu nương nương. Vốn ta đã nghĩ nếu các ngươi thật lòng yêu nhau, muốn cùng xuống trần gian này sinh sống lương thiện, thì ta sẽ mở một lối khoan hồng. Nhưng các ngươi thật làm cho ta quá thất vọng. Chúng thần đã biết tội, xin Dương mẫu tha cho chúng thần một lần. Dương mẫu khoan hồng. Ta làm sao có thể khoan hồng đây? Các ngươi không những liên tiếp gây ra tội lỗi trên thiên đình, náo loạn khắp nơi, còn gây ra rắc rối cho trần gian. Tại sao các ngươi làm như vậy? Tại chúng thần ngu muội. Không đúng, các ngươi rất thông minh, lại nhanh nhẹn tháo vát, nên mới được hầu cận cho ta và Ngọc Hoàng. Chỉ vì ham chơi và ích kỷ nên các ngươi đã làm ra những tội không thể tha thứ. Dạ 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 dạ, dạ. Chúng thần xin cho chúng thần cơ hội được làm người trần để sửa sai. Ta đã cho các ngươi mấy cơ hội, nhưng các ngươi chứng tỏ ham ăn biến làm, ích kỷ, sẽ trở thành tai họa cho nhân gian. Không, chúng thần nhất định sẽ sửa đổi mà. Tiếc cho các ngươi đều từng là những tiên đồng hầu cận của ta và Ngọc Hoàng. Tại sao các ngươi không hiểu rằng làm hại đến kẻ khác để phục vụ cho ý thích của mình là điều xấu? Chúng thần đã biết tội. Ta phạt các ngươi phải biến thành cây chổi, sống đời khổ sai, suốt đời dọn sạch nhà cửa cho con người. Các ngươi có phục không? Chúng thần xin nhận tội.
Thế là Tố Anh và Quy Tiến phải biến thành chổi làm việc luôn tay bất kể ngày đêm. Tỉnh, chắc là nó giận dỗi nên trốn ở đâu đó một đêm thôi. Từ từ rồi mọi người sẽ tìm nó về mà. Phải đó, cô đang bệnh, đừng lo lắng quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Biết đâu ngày mai nó hết giận dỗi rồi lại về nhà. Nó còn nít chạy đi đâu được chứ. Cô nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ tìm nó về cho cô mà, đừng có quá lo ha. Anh Tư, nhất định anh phải tìm nó về giùm em. Nó mà có mệnh hệ gì em cũng không xong nổi. Được, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm được nó. Cô Út, cô ráng ăn chút gì đi. Hai ngày nay cô không chịu ăn uống, cứ vậy hoài sức nào mà chịu nổi. Có tin tức gì của thằng Hiền không anh Tư? Vẫn chưa. Nhưng mà cô đừng sốt ruột, tôi vẫn đang nhờ người đi tìm. Trước sau gì cũng tìm được nó thôi. Bây giờ quan trọng là cô phải giữ gìn sức khỏe, chứ không thì lúc tìm được nó rồi cô lại ngã xuống thì phiền lắm. Làm sao mẹ em ăn uống được hả anh Tư? Giờ này không biết thằng Hiền ở đâu, làm gì, có bình yên không, hay là gặp nguy hiểm gì rồi? Rồi ăn uống làm sao, ngủ nghỉ làm sao? Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ rời xa em một ngày một buổi. Lúc nào cũng có em chăm chút cho nó từng ly từng tí. Mà giờ đã 2 ngày rồi, liệu nó có làm sao không anh Tư? Anh Tư ơi, em ước gì giờ em có thể nhìn thấy nó, chỉ cần nhìn thấy nó bình an thì dù có chết em cũng mãn nguyện rồi. Cô đừng có nói gỡ không nên. Tin tôi đi, nó không có sao đâu. Cô chỉ cần khỏe lại là sẽ gặp được nó thôi. Cũng tại tôi, nếu tôi không bắt nó về ở với tôi thì nó đâu có sợ tới mức bỏ nhà đi. Tôi xin lỗi cô. Anh đừng nói vậy, anh có lỗi gì đâu. Anh chỉ muốn tốt cho mẹ con em tôi mà. Lỗi là do em. Nếu như ngay từ đầu em dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn thì nó đã không ngang bướng như vậy. Em hối hận lắm anh Tư à. Nó còn nhỏ mà đã mất cha, em thương nó thiệt thòi hơn chúng bạn, nên mới muốn bù đắp cho nó, cưng chịu nó hơn một chút. Ai ngờ. Hiền ơi, con ở đâu? Mau về với mẹ đi con. Mẹ, mẹ ơi, con ở đây. Mẹ ơi, mẹ, con nhớ mẹ quá. Con muốn về nhà với mẹ. Con muốn về nhà, con muốn ở đây nữa đâu. Từ hôm nay thằng Hiền sẽ qua ở với tôi. Tôi dạy dỗ nó như thế nào cô cũng đừng can thiệp. Dạ được, em nghe theo anh. Không được, mình mà về thế nào bác Tư cũng bắt mình qua ở với bác à. Mà bác ghét mình như vậy còn hung dữ nữa, sao mà mình sống nổi. Được, nhất định không được, mình không thể về nhà được.
Nhưng mà bây giờ biết đi đâu đây? Đói quá. Đói quá, kiếm đâu ra đồ ăn bây giờ? Ước gì giờ này có mẹ. Mình sẽ đòi mẹ cho mình ăn bánh bao. Mày là thằng nào? Sao dám ở đây giành đồ ăn của tao? À, tao lấy đồ ăn của mày hồi nào? Cái này là bánh của tao. Bánh nào là của mày? Cái này là bánh của tao. Rõ ràng tao nhìn thấy nó trước. Nó là của tao mà. Không cần biết là ai nhìn thấy trước. Đây là địa bàn của tao. Cái bánh rớt trên đường này tự nhiên là thuộc về tao. À, không đúng. Của tao, của tao. À, thằng này gan, dám giành của tao. Ê, coi, giành lại cái bánh đó cho tao. Trả cho tao. Của tao. Bánh của tao mà, trả lại cho tao đi. Ê, thằng nhỏ, làm gì đó? Đứng lại, bữa người ta ăn cơm. Đứng lại, bữa người ta ăn cơm. May quá, thoát rồi. Cuối cùng cũng được ăn. Chưa thoát đâu. Nè, sao còn nhỏ mà đã tính đường ăn cắp vậy? Con xin lỗi, tại con đói quá. Cô ơi, mong cô thương tình, con bị lạc mẹ. Bây giờ không biết phải đi đâu hết. Con đói quá nên lỡ có ý không tốt. Mong cô bỏ qua, cô cứu con với. Lạc mẹ, có thiệt không? Dạ. Cái miệng cũng lanh lẹ đó. Để xem, con có thể làm được việc gì. Thôi vô đây, đói lắm phải không? Đừng có khóc, cô sẽ cho con ăn. Ăn từ từ thôi, coi chừng nó nghẹn đó. Thiệt tình, ôi ghê á, nhà con ở đâu? Rồi sao mà con bị lạc mẹ vậy? Ăn từ từ thôi, coi chừng nó nghẹn. Nuốt hết đi rồi nói. Dạ, con không lạc mẹ. Mà tại mẹ con không có thương con, bắt con phải ở với bác Tư. Bác Tư là người hung dữ nghiêm khắc, nên con tức quá, con bỏ nhà đi luôn. Đúng đúng, con làm vậy là đúng. Mẹ con không thương con nữa thì ở lại đây với cô. Cô sẽ thương con, chịu không? Thiệt hả cô? Cô cho con ở lại đây hả cô? Thiệt chứ sao không? Ở lại đây chỉ cần phụ cô ba cái công chuyện lặt vặt, rồi cô cho bánh bao ăn thoải mái. Vậy con có được ăn luôn cái đó không cô? Được. Con muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Ở với cô là không có lo bị đói, biết không? Nè, ăn đi. Ăn nữa đi. Hiền, con đâu rồi? Hiền ơi. Cút, cút. Dậy uống chút thuốc đi. Vẫn chưa tìm thấy thằng Hiền hả anh Tư? Em sợ là mình không chờ được nó quá anh Tư ạ. À. Cô đừng có nói gỡ, cô sẽ không có sao đâu mà. Anh Tư, nếu em có mệnh hệ gì? Kìa cô, sao cô lại nghĩ quẩn vậy? Xin anh, nghe em nói hết. Nếu em có mệnh hệ gì, nhờ anh tiếp tục tìm thằng Hiền. Nếu tìm được nó, nhắn với nó, em nói với nó nếu thương em, sau này phải cố gắng sống thật tốt, phải hiểu chuyện, phải nên người. Nếu được như vậy, em sẽ rất vui. Thằng Hiền! Thằng Hiền đâu?
mẹ chết dẫm ở đâu rồi hả? Dạ con đây cô. Cái thằng kia, tao kêu mày dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ này, vậy mà sao giờ này vẫn còn y nguyên vậy nè? Mày làm biếng làm nhát phải không? Dạ đâu có đâu cô, tại cô dặn con nhào bột để làm bánh nữa, nên con chưa kịp dọn cái này thôi. Cái gì? Có chút xíu bột đó mà mày nhào từ hồi chiều tới giờ chưa xong hả? Cái đồ ăn hại. Dạ, tại nhiều bột quá cô, với lại con mới làm chưa có quen. Cãi hả mày? Dám trả treo với tao hả? Mẹ ơi cứu con. Kêu hả mày? Tao nói cho mày biết nha, từ đây đến tối mà không dọn hết cái đống này thì đừng hòng ăn cơm. Nhưng mà cô ơi, con đói lắm. Đói thì ráng chịu đi. Muốn ăn phải lăn vô bếp, phải làm việc theo lệnh của tao, biết chưa? Nhưng mà lúc sáng cô nói cô sẽ cho con ăn bao nhiêu cũng được, sao giờ cô nuốt lời? Con cãi nữa là tao đánh thêm đó. Rồi làm việc đi. Cô ơi, con làm, để con làm. Con không dám nữa, cô tha cho con. Mày nên nhớ, đây không phải là nhà mày, tao cũng không phải là mẹ mày, tao không có nhiệm vụ phải thương yêu mày. Ở nhà mẹ mày thương mày, cho nên mày làm mình làm mẩy, mới là có chút xíu à, là mày đặt bỏ nhà đi. Ở đây với tao thì đừng có hòng nghe con, làm không xong là chết với tao đó. Mày là đứa ăn trộm bánh bao của tao, mày phải làm việc cho tao. Nếu không làm xong, tao sẽ báo cho mọi người biết chuyện sáng nay, để xem mày bị phạt như thế nào. Cô Út Ba, vậy uống thêm miếng thuốc nữa nè. Tôi mới vừa lên chỗ ông Bảy sắc thêm về cho cô đó. Cô Út, cô Út, cô Út, cô sao vậy nè? Tỉnh lại đi, cô Út, cô Út ơi, cô Út ơi, cô Út. Ui da đau quá. Mày nên nhớ, đây không phải là nhà mày, tao cũng không phải là mẹ mày, tao không có nhiệm vụ phải thương yêu mày. Ở nhà mẹ mày thương mày, cho nên mày làm mình làm mẩy, mới là có chút xíu à, là mày đặt bỏ nhà đi. Ở đây với tao thì đừng có hòng với con, làm không xong là chết với tao đó. Mẹ ơi, con hiểu rồi, chỉ có mẹ mới thương con thôi. Mẹ la con cũng như thương con, vậy mà con lại ghét mẹ. Con xin lỗi. Không được, mình phải về nhà. Mẹ ơi, con về với mẹ đây. Mẹ ơi, con sắp về rồi, mẹ chờ con nha. Mẹ ơi cứu con muốn về với mẹ, con nhớ mẹ lắm, con biết lỗi rồi, xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ ơi. Đừng sợ, có mẹ ở đây, con bao tới đây với mẹ. Nhưng mà con mệt lắm, con không bơi nổi nữa, mẹ cứu con. Đừng bỏ cuộc, mẹ biết con làm được mà, cố gắng lên con trai. Mẹ đang chờ con đây. Mẹ ơi, chờ con với. Đừng bỏ con. Mẹ ơi, con làm được rồi. Con làm được rồi. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. À, phải rồi. Chắc là tại mình nhớ mẹ quá, nên hôm qua mới mơ thấy mẹ thôi. Chứ làm sao mẹ lại ở dưới sông lúc đó được. Hế, đúng rồi, mình phải mau mau về nhà mới được. Chắc là mẹ cũng đang nhớ mình lắm á. Hiền, Hiền phải không con? Bác Tư. Hiền, đúng là thằng Hiền rồi. Chúng ta phải tập siêng năng hơn để bắt chước anh còn đây. Quan coi kho hiện nay đã quá già và xin chuyển qua nơi khác làm. Các khanh có tiến cử ai thay cho ông ấy không? Bẩm Ngọc Hoàng, hiện các tiên trên trời đều đang kiêm nhiệm nhiều việc, thiên đình thiếu người lắm. Thưa Ngọc Hoàng,
sao người không chọn một trong số 12 con giáp làm quan coi kho? Phải rồi, ta cũng vừa nghĩ đến việc này. Theo hai ngươi thì nên chọn ai? Mỗi con giáp đều có thế mạnh riêng. Thần thấy chuột đứng đầu 12 con giáp cũng thông minh nhanh nhẹn, có thể sắp xếp kho tốt đó ạ. Ta đang nghĩ đến mèo. Tuy là con giáp thứ tư, nhưng có trí dũng song toàn. Tâu Ngọc Hoàng, có chỗ cầu kiến. Bẩm Ngọc Hoàng vạn tuế. Miễn lễ, người đến có việc gì? Dạ bẩm, họ hàng thần từ khắp nơi trong thiên hạ đến chúc mừng loài chuột được làm con giáp đứng đầu. Trong 12 loài vật nên có tặng cho thần một loài hoa quý. Thần xin phép Ngọc Hoàng cho phép được trồng ở hoa viên và mời Ngọc Hoàng ngày mai đến thưởng hoa ạ. Được, ngày mai ta sẽ tới. Bẩm Ngọc Hoàng, còn chuyện quan coi kho? Để ta xem xét thêm. Anh học lâu như vậy mà vẫn không xử lý con mèo đó được sao? Hay anh cũng như những con vật khác muốn bái mèo làm thầy thật sự? Ngươi thì biết gì. Ta phải từ từ học hết tuyệt chiêu con mèo đó, rồi sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, hiểu chưa? Ngày mai là khóa học kết thúc rồi, anh định thế nào? Thì sau khi nhận thưởng xong, ta sẽ ra tay. Không được, không thể được. Vậy thì anh sẽ bị Ngọc Hoàng trách tội. Hơn nữa, đây là thiên đình, không phải ai cũng là con mồi cho anh dễ dàng đâu. Vậy thì phải làm sao? Ta rất vui vì các bạn đều hoàn thành tốt bài thi vừa qua. Dù cho làm bài tốt hay chưa tốt, thì sau khóa học này, mong các bạn hãy tập luyện siêng năng và chăm chỉ đọc sách hơn nữa để ngày một tiến bộ. Dạ, thưa sư phụ. Giờ các bạn nghe gọi tên lên nhận quà tốt nghiệp của ta. Thầy tặng cho mình cái màu mới. Thầy tặng cho tôi một cái còi nè. Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ xin mời thủ khoa của lớp lên nào. Mời anh Cọp. Anh Cọp đã rất xuất sắc học tất cả bài thi, mong anh sẽ càng tiến xa hơn nữa. Bẩm Ngọc Hoàng, cho phép thần được dẫn đường. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã mạn phép trồng hoa thần ở phía bắc công viên. Nghe nói là hoa thần này khi nở có thể thu hút hạt thần đến. Thật không? Hạt thần 100 năm mới bay đến thiên đình một lần. Ta cũng hiếu kỳ xem loại hoa này thế nào mà có thể khiến hạt thần xuất hiện. Thưa sư phụ, nhân ngày vui hôm nay, con có thể mời thầy tỷ thí không? Tỷ thí thế nào? Chúng ta hãy chạy thi đến hoa viên đi sư phụ. Người thắng sẽ được người thua cõng đi vòng quanh thiên đình ngắm mây. Đúng rồi, sư phụ thi đi. Thi đi sư phụ. Thưa sư phụ, con chỉ muốn thi để xem con đã học được bao nhiêu từ sư phụ thôi. Làm sao mà thắng được? Cố lên. Để tỏ lòng tôn kính, xin nhường sư phụ xuất phát trước 3 bước. Biết rồi sao? Không sao, cuộc săn mồi sẽ càng thú vị hơn. Dám dùng ảo ảnh phân thân để đánh lừa ta sao? Nên nhớ, ta đã biết hết các ngón nghề của nhà ngươi. Cọp kia, cuộc tỷ thí này là giả đúng không? Ngươi muốn gì? Ta phải loại bỏ ngươi để trở thành người mạnh nhất. Thì ra ngươi học là có giả tâm. Ngươi muốn mạnh nhất thì cứ mạnh nhất ở trong rừng xanh.
sao phải tiêu diệt kẻ khác? Không cần nói nhiều, ta muốn mình phải thắng ngươi ngày hôm nay. Ngươi chạy đâu cơ hả? Sen pha lê này quả thật quý giá. Nghe nói mùi hương của nó thoang thoảng bay xa tới vài ngàn dặm, nên mới thu hút được hạt thần. Ngọc Hoàng giải chí phải. Người xem, hoa đang nở kia rồi. Quả là cảnh tượng thần kỳ. Ngọc Hoàng, hạt thần. Ngươi chuẩn bị tốt lắm. Ngươi không thể leo lên cây đâu cọp à, vì đây là chiêu thức mà ta đã không dạy. Ngươi... Không sai, ta rất quý học trò mạnh mẽ và gan dạ như ngươi. Nhưng từ đầu ta đã biết ngươi là kẻ không có đức độ, nên chừa lại chiêu này. Ngươi hãy ăn năn sửa mình mà khiêm tốn lại. Thiên hạ này người giỏi rồi sẽ có người giỏi hơn, đừng tự cao tự đại. Ngươi bớt dạy đời ta lại đi. Ta không leo cây được, nhưng mà đốn cây thì được. Chuyện gì? Là kẻ nào? Là anh mèo. Anh xuống đó làm gì vậy? Mèo to gan, ngươi đã phá hỏng buổi xem qua của Ngọc Hoàng rồi. Thần xin Ngọc Hoàng tha tội. Thần không cố ý ạ. À, thần đang bị... Không nhiều lời, ngươi làm gì ở đây? Thưa, thần bị cọp truy đuổi ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cây tùng ngoài bờ thành Hoa Viên vừa bị đổ ạ. À, người có thấy cọp ở ngoài đó không? Dạ thần, bẩm thần không thấy ai hết. Chúng thần chỉ nghe cây đổ nên đến cấp báo Ngọc Hoàng. Chúng thần chậm trễ, mong Ngọc Hoàng thứ tội. Sự việc hôm nay ta không tưởng tượng được, lại là ngươi phá rối. Bẩm Ngọc Hoàng, anh mèo đây nói là không cố ý, nhưng sao lại có thể phá hỏng buổi thưởng hoa của Ngọc Hoàng? Hay có sự hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm hay không, thì việc dọa hạt thần bay mất cũng là điểm không lành. Lỡ như mùa thu năm nay hạt thần không trở lại, thì thời tiết sẽ bị xáo trộn. Bẩm Ngọc Hoàng bớt giận, việc hạt thần quay lại có thể giao cho Thái Thượng Lão Quân xử lý. Mèo, ta phạt ngươi 20 roi và đến làm giúp việc ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, ở cho đến khi hạt thần quay lại thì thôi. Thần xin tuân chỉ, tạ ơn Ngọc Hoàng khai ân. Vậy chuột, ngươi hãy nhận vị trí quan coi kho cho ta, cố gắng làm cho tốt. Tạ ơn Ngọc Hoàng, họ chuột chúng thần xin cố gắng hết sức. Sư phụ, tất cả là tại cọp. Chúng con sẽ lên thưa lại đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc Hoàng biết tội cọp. Thôi, sự thể lỡ rồi. Các con làm vậy chỉ làm Ngọc Hoàng giận thêm thôi. Ngọc Hoàng còn bao nhiêu việc phải lo. Dạ, nhưng... thưa sư phụ, ta phụ việc bên Thái Thượng Lão Quân thì có sao? Các con đừng làm ầm lên, kẻo mọi người lại tưởng họ nhà mèo ta ghen tị với nhà chuột. Dạ, kho nhà trời lớn quá mình ơi. Tháng này nhà mình nở mày nở mặt rồi cha ơi. Chúng ta đã làm quan to, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Gia đình vui vẻ đó. Anh cọp, anh đến chơi. Ta chỉ đến chúc mừng gia đình chuột đại nhân thôi. Ngươi đã đạt được ý nguyện rồi nha.
cảm ơn anh cọp, cũng nhờ anh nhiều. Giờ anh đã là người mạnh nhất, còn con mèo thì bị phạt rồi. Ngươi phải thấy mặt con mèo lúc đó kìa. Đúng vậy, anh cọp ăn thêm miếng bánh này. Sau này chúng ta cùng hội cùng thuyền, ngươi không được quên ta đó. Tôi nào dám, nào dám. Việc gì giúp được, tôi nhất định giúp anh cọp. So với chuột, bây giờ chỉ là việc nhỏ thôi. Ngọc Hoàng bảo ta đi giữ cửa cùng Thiên Lôi, một công việc nhàm chán, mà đồ ăn thì chẳng ngon như ở đây. Anh cọp hãy cầm mấy món này về mà ăn. Mau đem đi đổ. Ngươi là mèo Quan Hành Khiển mới nhậm chức đúng không? Dân, là tôi đây thưa ngài. Ngươi có biết đã gây ra bao rắc rối cho chúng ta không hả? Mô phỏng lại hương hoa sen pha lê và tìm các con hạt thần để ổn định lại thói quen của chúng. Xin lỗi ngài, tất cả là do sự bất cẩn của tôi. Mau đi đổ rác và lau dọn sạch sẽ nơi này đi. Dạ. Thưa ngài, tôi thấy những cây thuốc chưa dùng hết còn rất nhiều. Ngài có thể cho tôi để làm thành cao gián không? Ngươi làm thử ta xem. Ngươi cũng có vẻ khá đó. Hãy theo ta học nấu thuốc đi. Cẩn thận, các ngươi không được để in lại bất kỳ dấu tay nào trên thủy tinh đâu đó. Cái kia nữa, khiên giác cẩn thận vào. Ngọc Hoàng Vạn Tuế. Miễn lễ. Ta thấy ngươi sắp xếp cũng ổn thỏa lắm, rất vừa ý ta. Sổ sách ghi chép đâu ra đó? Dạ, Ngọc Hoàng quá khen. Đồ đạc trong kho này thật ra 1.000 năm mới kiểm kê một lần, nên ít ai chịu khó sắp xếp như nhà ngươi. Ta hài lòng lắm, ngươi đã không làm ta thất vọng. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Con thấy cha làm mà học hỏi nghe chưa? Sau này nhà chuột chúng ta sẽ đời đời hưởng ấm no và được mọi người kính nể. Đúng vậy, bây giờ là thời của chuột. Anh cọp, nhà ta chỉ là một hang đá lạnh lẽo, phải chi ta có ngọc lưu ly giữ ấm, có mền bốn mùa. Anh nói gì vậy? Mền bốn mùa và ngọc lưu ly là báu vật của Ngọc Hoàng, sao tôi đem cho anh được? Ngươi đừng nói dối. Không phải ngươi lợi dụng kỳ kiểm kê này để lấy trộm những thứ chưa được ghi vào sổ sao? Ngọc lưu ly thì có là gì? Thiệt là không thể nào được anh cọp à. Nhà chuột chúng tôi không hề ăn trộm bao giờ, nhất là trong kho của Ngọc Hoàng. Ngươi dám từ chối ta sao? Nên nhớ, ta đã giúp ngươi được làm quan coi kho. Anh cũng là quan hành khiển mạnh nhất trên thiên đình đó thôi. Mèo giờ chỉ là sai vặt của thái thượng lão quân. Ngươi cứ chờ đó. Mùi vị thơm ngon quá, làm mình đói thiệt. Có đĩa bánh cho mèo nè. Cảm ơn. Ăn bánh này thì khát nước mất. Có ít nước trái cây ngon lắm, tặng mèo nè. Cảm ơn ạ. Thưa ngài, tôi đã quấy thuốc
nhưng nó đã thành viên này. Đây là thuốc thu hút khí tài, hay có thể gọi là vận hên. Người có thể dùng nó để ước, nhưng sau mỗi đều ước thì nó sẽ nhỏ đi cho tới khi biến mất. Ủa? Ta cho ngươi viên thuốc này vì dù sao đó cũng là thành quả đầu tiên của ngươi. Ngươi có tài đó. Sư phụ, tôi thật sự xin lỗi, tôi đã sai rồi. Sao anh lại đến đây? Tôi đã sai khi muốn hại sư phụ của mình. Tôi tưởng sẽ trở thành người mạnh nhất, nhưng quá ra cái tên chuột lợi dụng tôi để trở thành quan coi kho. Sao bây giờ anh mới nói ra chuyện này? Tôi biết chuột đang trộm đồ trong kho của Ngọc Hoàng. Thì ra chuột trộm đồ mà không chia cho ngươi, nên ngươi tức tối đi mét tội nó, phải không? Tôi nhưng mà tôi thật lòng hối lỗi với sư phụ. Tôi đã nghe lời con chuột xảo trá đó. Rốt cuộc sư phụ phải chịu oan mà tôi cũng chẳng được gì. Chỉ có con chuột đó được hưởng lợi. Thôi, anh hiểu ra là tốt rồi. Anh có bằng lòng cùng tôi làm chứng trước Ngọc Hoàng để chỉ tội chuột không? Đây là việc lớn. Chúng ta chưa có bằng chứng gì, mà hai ngươi ra chỉ tội cũng chẳng ích gì đâu. Các ngươi sẽ chỉ bị trách tội thêm thôi. Vậy chúng ta phải làm sao ạ? Phải tương kế tựu kế chứ sao. Dạ, mấy hôm nay không thấy lão cộc qua nhà của mình nữa. Có phải là lão đi cáo Ngọc Hoàng rồi không? Có gì mà phải rối lên, cọp không dám đâu. Nếu mét tội thì cọp cũng bị giả lây mà. Nhưng mà còn mấy món đồ. Đồ gì? Im nghe. Dù trời có sập xuống cũng không được nói gì về đồ của chúng ta hết. Ở đại nhân, bên ngoài tự nhiên xuất hiện những cục lửa to đang bay xuống, gây cháy khắp nơi rồi ạ. Chà ơi, mình phải làm sao bây giờ? Người đâu? Mau lấy các tải xung quanh, đắng cháy một lửa. Cấp báo đại nhân, một đám lửa đã rơi vào kho và đang cháy rất nhanh từ nóc nhà xuống. Nguy rồi, mau xếp hàng xách nước. Việc bàn coi kho, mau lên. Thái thượng lão quân, kho bị cháy rồi. Mau đổ nước trong này dập lửa. May quá, có Thái thượng lão quân đến cứu giúp chúng tôi kịp thời, nên mọi thứ còn nguyên vẹn. Nếu không, không biết chúng tôi phải ăn nói sao với Ngọc Hoàng. Mùa này hàng năm hay xuất hiện tàn lửa từ mặt trời bay tới thiên đình, mà ngọc lưu ly trong kho dễ hút lửa nên hay gây cháy. Người mới làm nên không biết việc này, do vậy ta phải tới ngay để kịp thời cứu vãn. Đa tạ Thái thượng lão quân, tôi sẽ cho người đi đổ nước này quanh kho để phòng ngừa. Phải lắm, giờ ta phải đi đây. Mời người ở lại ăn bánh uống trà đã. Cảm ơn ngươi, nhưng ta còn nhiều việc lắm. Nhớ là ngọc lưu ly dễ hút lửa lắm, ngươi phải bảo vệ cẩn thận, đừng để cháy lan ra những chỗ khác đó nghe. Cha ơi, nhà mình á cũng có ngọc lưu ly. Mau đem bình nước về nhà đổ hết xung quanh nhà. Cấp báo đại nhân, nhà của ngài đang cháy. Cái gì? Mình ơi, thiêu rồi, thiêu hết rồi. Các người thấy đó, một người làm quan cả họ được nhờ, dù có chuyện gì đi nữa ta cũng giải quyết được hết. Anh chuột, nghe nhà anh bị cháy, chúng tôi đến giúp đây. Anh đã dập được lửa rồi sao? Phải, chúng tôi bị cháy nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người đã đến giúp. Phiền mọi người quá, chúng tôi sẽ tự... Chúng tôi cũng đã lỡ đến rồi, để phụ anh một tay đem đồ đạc vào cho. Đúng đó. Không cần đâu, thật mà không cần đâu. Ôi trời, đây là giải gì mà đẹp quá vậy? Toàn là giải tốt, mọi người ạ. Xem kìa, nhà anh chuột cũng sáng lên kìa. Trong nhà anh có châu báu gì sao? Làm gì có. Ngươi còn giấu giếm nữa sao? Hả?
Ngọc Hoàng Giản Tuế. Sao rồi? Ta nghe nói nhà Khanh bị cháy nên đến giúp đây. Tạ ơn Ngọc Hoàng, thần nhờ có nước của Thái Thượng Lão Quân nên lửa dập được rồi. Thật kỳ lạ, chỉ nơi nào có ngọc lưu ly thì tàn lửa mới bay tới thôi. Làm thế nào mà nhà ngươi bị cháy? Là vợ thần á, nấu ăn bất cẩn. Đây là vật gì? Thần không hề biết. Ngọc Hoàng ơi, là mèo đã bỏ vô cho thần. Ngươi vẫn chưa hiểu sao tên chuột kia. Ngọc lưu ly hút lửa nên phát sáng. Khi gặp nước thần vào sẽ càng sáng thêm. Đúng là cháy nhà ra mặt chuột. Khá khen cho ngươi, nhà chuột kia. Ta đã có lòng tin tưởng giao kho báu nhà trời cho ngươi cai quản, mà ngươi dám đem về làm của riêng à? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, xin tha tội cho thần. Các ngươi được vinh dự đại diện các loài vật dưới trần gian để lên làm việc cho ta. Mà nay một kẻ thì tham lam, một kẻ thì cậy mạnh hiếp yếu, cấu kết với nhau để làm hại mèo vô tội. Các ngươi có biết lỗi chưa? Chúng thần biết tội, xin Ngọc Hoàng khai ân. Xin Ngọc Hoàng soi xét cho cọp, vì tuy hắn giúp chuột hại chính sư phụ mình, nhưng cũng đã hối cải và giúp mèo minh quang. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần vì lòng tham làm cho lóa mắt nên ăn trộm đồ trong kho là tội. Nhưng dù sao cũng là lần đầu phạm phải. Hơn nữa xin niệm tình thần sắp xếp kho rất ngăn nắp và làm sổ sách rõ ràng. Ngươi còn dám nói trộm lụa ngũ sắc, trộm cả ngọc lưu ly để luyện đan và các vật báu khác của nhà trời. Vì ghen tị với mèo mà ngươi và cọp hại mèo. Nếu không phát hiện ra, có phải khi kho rỗng rồi ngươi mới tìm một cái cớ đổ tội cho người khác không? Ngươi đã phạm luật nhà trời, gây náo loạn khắp nơi. Ta không thể giữ ngươi ở đây nữa. Nghe ta phán đi. Cọp tuy hối lỗi nhưng cũng đã hại chính người đã dạy dỗ mình, nên phạt vào rừng sống ẩn vật đơn độc, suy nghĩ về những việc mình đã làm. Đa tạ Ngọc Hoàng khai ân. Sự tham lam và mưu mô khiến các ngươi ích kỷ nên sẽ bị teo nhỏ lại. Từ nay họ nhà chuột các ngươi phải xuống trần canh gác kho cho con người cho đến khi nào các ngươi chuộc được lỗi lầm hôm nay. Chúng thần xin cố gắng, tạ ơn Ngọc Hoàng khai ân. Ta đã trách lầm mèo, thế bây giờ ngươi có muốn làm quan coi kho không? Bẩm Ngọc Hoàng, thần đang giúp việc cho Thái Thượng Lão Quân. Thần thấy công việc này cũng rất tốt, nên xin cho thần được tiếp tục làm việc ở đây. Ây cha ơi, xin cha bớt giận đi mà. Giờ ta phải chịu tội ở đây. Tên mèo thì được yêu quý, còn tên chó thì được làm quen coi kho. Đến tên cọp còn được thoát tội, ta không can tâm. Tại sao vậy? Mình bình tĩnh đi. Ở trần gian, tuy mình không có cung điện hay được trọng vọng như trên thiên đình, nhưng mình được tự do. Nhà mình muốn làm gì cũng được. Con người dung kính để chúng ta để cai quản của cải cho họ khi mà. Phải rồi, vợ ta thật là thông minh. Sao ta lại không nghĩ ra? Ngọc Hoàng ở trời xa xôi, sao có thể biết được gì ở đây? Chúng ta sẽ làm vua một cõi ở đây. Anh mèo. Chào thỏ, cậu đến đón tôi sao? Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân đã báo cho tôi biết trước để dẫn anh đến những chỗ cần lấy thuốc rồi. Không ngờ những lá này lại chữa thương nhanh như vậy. Đúng rồi, lá này chỉ có thể trồng được trên cung trăng thôi. Ánh trăng dịu hơn mặt trời, làm chúng tốt tươi hơn. Tôi lấy đủ thuốc rồi, cảm ơn anh thỏ.
vẫn còn sớm. Anh có muốn đi tham quan cung trăng một chút không? Ông Táo, ông làm gì ở đây? Cứu tôi, mau cứu tôi. Có chuyện gì vậy? Là bọn chuột, bọn chúng đang hoành hành khắp nơi, phá phách con người. Tôi ra sức ngăn cản thì chúng đuổi đánh tôi. Không có cá chép để bay lên trời, nên tôi phải theo ánh trăng để chạy lên đây. Sao lại có chuyện thế được? Chúng ta phải đi báo cho Ngọc Hoàng. Không được đâu, Ngọc Hoàng đang cùng Thái Thượng Lão Quân đi thăm phía nam sông Ngân rồi, phải qua ngày mai mới về. Thôi rồi, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, không kịp mất. Hay là tôi xuống giúp ông một chút xem thế nào, tôi có thể làm chứng trước Ngọc Hoàng. Anh Mèo ăn cái này vào để mắt tin anh hơn, anh sẽ nhìn rõ mọi thứ dù tối thế nào đi nữa. Chúng đông quá, tôi chặn đầu kia. Mẹ xin con. Con à, Ngọc Hoàng sai chúng xuống đây làm linh vật coi kho cho con người đó. Bọn chuột bắt con người phải cúng tế đủ thứ, lại còn phá phách khắp nơi nữa, để chúng sống có ích lợi gì đâu. Chớ có gọi chuột. Hả? Phải gọi chúng là ông Tí. Chúng mà nổi điên lên thì chúng ta biết làm sao. Chạy đi, mau lên. Con vật gì mà lại có thể khiến bọn chuột khiếp vía như vậy? Bẩm Ngọc Hoàng, bọn chuột ỷ thế được sai đến để coi kho cho con người, nên không coi ai ra gì. Nhà nào không nộp đủ thuế hoặc là quá nghèo thì bọn chúng đến cắn phá đồ đạc tan nát. Nhà giàu thì chúng đòi ăn đến nỗi người ta phải phá sản. Thần thấy gia chủ đau bệnh mà phải nộp một lần 2 con heo quay và bao nhiêu trái cây vàng bạc, nên đến nỗi chúng xin giảm bớt thì chúng tức giận đến nhà gia chủ đập bếp của thần. Xin Ngọc Hoàng soi xét. Bọn chuột này thật là quá quắt. Ta đã sai thiên binh thiên tướng lôi chúng về đây trị tội. Bẩm Ngọc Hoàng, theo thần thì khó có thể bắt hết được. Giờ đây chúng hẳn đã sinh sôi nảy nở khắp nơi rồi. Ta thật đã sai lầm khi để chúng xuống trần gian gây họa. Chúng ta phải có cách để giúp con người. Theo thần thấy thì nên sai một loài khác đến, vừa đe dọa chúng, vừa kìm hãm sự phát triển của chúng. Các ngươi thấy thì ai có thể đi? Bẩm Ngọc Hoàng, hầu như các con giáp đều đã có việc giúp con người. Thần chưa có việc gì nên xin đi à. Bẩm Ngọc Hoàng, anh rắn cũng nhanh nhẹn như bọn chuột, rất tinh quái và mưu mô. Thần xin tiến cử anh Mèo. Gà nói cũng có ý đúng. Rắn người có thể làm thay Mèo ở chỗ Thái Thượng Lão Quân. Các ngươi thấy sao? Tạ ơn Ngọc Hoàng, thần nhất định sẽ cố gắng. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta ban cho ngươi kích thước gấp 2 lần chuột, thêm móng sắt và chân có đệm thịt êm để di chuyển không gây tiếng động, lại thêm cơ bắp uyển chuyển, luôn lách được vào bất cứ chỗ nào để bắt chuột. Nhà ngươi hãy đưa cả học trò và dòng họ đi, để công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy cảnh cáo với bọn chuột rằng không được phá phách nhiễu loạn con người nữa. Thần tuân chỉ. Các người làm sao vậy? Nhà bá hộ có chịu nộp tiền phạt không? Bẩm ngài, chúng tôi đang dạy cho nhà bá hộ một bài học. Thì một con vật ở đâu nhảy tới giải cứu cho nhà bá hộ, đánh đuổi chúng tôi. Lao, con vật nào mà dám cả gan? Và bỗng ngày tôi thấy nó giống quan hành khiển mèo trên thiên đình. Cái gì? Tin vừa hay, đúng là Ngọc Hoàng sắp sai bọn mèo tới đây tiêu diệt chúng ta rồi. Ôi trời ơi, sao bây giờ phải làm sao đây? Im ngay. Các ngươi sợ cái gì? Bọn mèo xuống đây cũng mất hết phép thuật như chúng ta thôi.
chúng ta còn có lợi thế đông đảo và nhỏ bé. Chỉ là con mèo trắng tầm thường, sao chúng ta lại phải sợ? Đúng vậy, không sợ. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Giờ mình hạ phàm rồi, làm gì nữa sư phụ? Chúng ta phải điều tra từ nhà này. Ở lại đây thì mới có thể tìm ra hang ổ của bọn chuột. Dạ, sư phụ. Dạ, sư phụ. Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Nhìn các ngươi có vẻ vô hại và lang thang nữa. Thôi vào đây, ta cho ăn một bữa. Ta thấy ngươi rất giống con vật lần trước đến đuổi chuột cho nhà ta. Mèo. Thôi được rồi, đừng tỏ ra thân thiết đáng yêu quá như vậy. Ta phải vào bưng thuốc cho cha. Mấy chú mày cứ ăn đi. Sư phụ ơi, con nhìn thấy có một con chuột đang lén lút theo dõi chúng ta đằng kia. Các con cứ giả bộ ngủ và nằm lười sò nó ló đầu ra. Một, hai, ba. Con mèo, còn con nữa đâu? Con mèo kia đang chờ con chuột gián điệp đây. Các đại quan, tha cho em ạ. Thưa sư phụ, con vẫn còn đói. Mà trong con chuột này thật là béo tốt. Mì đến đây làm gì? Vua chuột có quà cho ta sao? Vâng, quả là có vậy thưa ngài. Vua chuột chúng tôi sẽ được tặng các quan thiên đình mới đến một món quà làm quen. Đây là chuông vàng, xin tặng các ngài. Ngươi lo cái gì chứ? Chuông rất đẹp, đương nhiên là bọn ta nhận. Ngài thật là thông thái. Chỉ cần đeo chuông cho bọn mèo thì chúng ta không phải sợ bọn chúng lén lút tấn công chúng ta nữa. Mọi người ơi, cả nhà ơi, mau ra cởi trói cho tôi với. Hả? Sao lại là mày? Ngươi thật là quá tệ. Chuyện đeo chuông vào cổ mèo đơn giản như vậy cũng không làm được nữa. Anh mèo, lâu rồi mới gặp lại anh. Nghe nói anh xuống chơi vài ngày. À, anh thật tốt khi kêu thuộc hạ đến tặng chuông cho chúng tôi. Nhưng thực sự là không cần đâu, chúng tôi biết nhà anh mà. Anh mèo à, hãy thẳng thắn với nhau đi. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ và chung sống hòa bình với nhau dưới trần gian này đi. Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần anh hứa sẽ tránh xa những chỗ có con người ra, không được đòi cúng tế nữa, cũng không được phá phách ăn trộm của họ nữa. Kìa anh mèo, nếu vậy thì gia đình đông đúc của chúng tôi sẽ phải làm sao? Lao động như mọi sinh vật khác. Trâu đi cày, chó giữ nhà, ngựa thồ hàng. Có làm thì mới có ăn chứ. Chúng ta đều là quan hành khiển được Ngọc Hoàng lựa chọn. Sao phải khó với nhau làm gì? Anh làm ngơ cho chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ chia phần cho anh. Anh chẳng làm gì mà cũng có ăn đó. Ta nhắc lại, con người phải làm việc rất vất vả mới có ăn. Các ngươi không được quấy phá họ nữa. Nếu không, bọn ta sẽ không cảnh cáo thế này thôi đâu. Dân, ngài mèo, chúng tôi rõ rồi, lần sau chúng tôi không dám nữa. Vậy còn dám hối lộ tặng quà chúng ta nữa không? Dạ không, xin tha mạng. Mình ơi, mình có sao không? Không sao. Một mèo đáng ghét, chỉ dỗi ra vẻ thôi. Phẩm ngài, giờ phải làm sao? Chúng lấy hết đồ dự trữ trong kho của mình rồi. Hay chúng ta tập hợp quân đánh lại chúng? Chúng ta đông người, sao phải sợ một con mèo già và ba con mèo kia chứ? Các ngươi nhiều lời quá. Tưởng bọn chúng xuống đây tay không bắt chúng ta sao? Chắc chắn Ngọc Hoàng nó cho chúng vũ khí gì đó. Hiện tại á, mình không nên đụng vào chúng mình à. Vợ ta nói đúng.
các ngươi hãy rút binh, tạm thời yên ắng một thời gian để quan sát chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra kế sách gì đó. Hả? Tụi mày lấy đâu ra mấy cái này? Đây là đồ của nhà ta mà bọn chuột đã lấy nè. Còn đây là đồ của nhà hàng xóm. Tụi mày đã lấy chúng về từ chỗ bọn chuột sao? Tụi mày giỏi lắm. Vậy là tụi mày đến đây để giúp con người đối phó bọn chuột có đúng không? Tụi mày kêu meo meo vậy nên gọi chúng mày là mèo nha. Được rồi, các ngươi có thể ở lại đây. Nhưng mà nếu như các ngươi phá phách hơn cả bọn chuột á, thì dù thiên lôi giáng thế, ta cũng đuổi bọn ngươi đi đó. Bây giờ ta phải đi trả đồ này cho hàng xóm. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ chúng ta. Giúp được người khác thật vui sư phụ ạ. Bọn chuột sẽ không dám làm gì đúng không sư phụ? Mèo, sư phụ là bọn chúng sợ khiếp vía. Sư phụ thiệt là ngầu. Các con đừng chủ quan. Bọn chuột có rất nhiều mưu mô. Chúng ta phải cảnh giác đề phòng để làm tốt nhiệm vụ Ngọc Hoàng đã giao. Dạ, dạ sư phụ. Nhưng giờ thì các con nghĩ đi. Chúng ta đã vất vả rồi. Cha ơi, đã 3 ngày nay rồi. Nếu cứ vậy á, chúng ta chết đói luôn đó. Chúng ta không thể sống chui rút như vậy được đâu. Tao biết, làm như tao không thấy vậy. Con có giỏi thì ra mà nói với bọn mèo. Không có bánh trái gì hết. Đồ ăn, đồ ăn. Tao phải đi tìm đồ ăn mới được. Mọi người đều rất vui khi con trả đồ cho họ mẹ à. Và con cũng đã đưa 3 con mèo nhỏ vào các nhà hàng xóm để giúp họ canh chuột rồi. Nếu bọn mèo chịu qua nhà họ thì cứ để chúng qua canh bọn chuột. Nhưng phải để tụi nó về nhà mình ăn cơm. Mẹ rất thích tụi nó meo meo suốt ngày. Dạ mẹ. Của cải lấy về từ hang chuột tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải tiền học đó con à. Con nên đi học lại đi. Nhưng cha đang bệnh mà mẹ. Con có thể tự học được. Mẹ cứ lấy tiền đó lo thuốc thang cho cha đi. Thương con quá. Đang là công tử nhà giàu có, chỉ phải lo ăn học. Tự nhiên cha bệnh, gặp nạn chuột quanh hành, tán gia bại sản, giờ phải bỏ học, lo bán bánh ăn từng bữa như thế này. Dạ không sao đâu mẹ. Con vẫn tự mình ôn luyện chờ ngày lên kinh ứng thí mà. Làm sao đây? Cái tên mèo đó ở gần quá. Nếu ta lấy được bánh kia về á, thì chắc chắn cha sẽ tự hào về ta lắm. Không còn quát nạt ta nữa. Hình như có gì rơi trong bếp thì phải. Kẻ này của bọn chuột đây mà. Nó buộc dây để lôi cái nồi tuôn cho bể. Nhưng mà ta trúng kế rồi. Mày không cần áy náy đâu. Con chuột nhỏ đó đánh lừa chúng ta để trộm bánh rồi. Con trai ta thật là anh hùng. Ta rất tự hào về con. Chuột nhắc anh hùng. Tội nghiệp con tôi. Mình ơi, có khi nào con mình bị tật luôn không? Khéo lo, con là con trai ta, tương lai đứng đầu họ chuột. Tật hay không tật cũng đầy quyền lực, ai cũng nể trọng. Lâu lâu mới thấy ông khen con, sau này ông phải lo công việc và thương con nhiều hơn. Tao mới đi bán nên chưa có quen lắm. Hy vọng là hôm nay sẽ kiếm được ít gạo và gói bánh chưng.
Vài ngày nữa là Tết rồi. Ta ước cho chàng thư sinh chăm chỉ này mua bán thuận lợi. Cho tôi mua bánh ếch. Dạ bánh đây. Cậu gọi con này là mèo sao? Dạ. Mèo dễ thương quá à, tôi cũng muốn nuôi. Phải đó. Coi nè, chúng ta đủ tiền ăn Tết rồi. Mẹ của ta chắc sẽ mừng lắm đây. Cậu cho tôi xin chữ đem về nhà treo. Tôi không có tiền, nhưng có cành mai và con cá để đổi đây. Dạ không sao đâu bác, cháu sẽ viết miễn phí cho bác ngay bây giờ. Cậu thiệt tốt quá, nhưng tôi thiệt tình muốn tặng cậu cành mai. Mong Tết này cậu sẽ gặp nhiều vận may như ý. Còn con cá nhỏ này là quà cho mèo. Đây, cháu tặng bác chữ phúc này. Ơ, ông ấy đâu rồi? À, thì ra là mày thích ăn cá. Được rồi, nó là của mày. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Anh, ôm hộp sườn thật to, thật đẹp nha. Ôi da. Lại ông, con ngủ quên mất, con nhóm lửa đun nước liền đây ạ. Mày ngủ gần thằng mía, mày có nghe nó nói mớ gì không? Dạ, nó hay gọi hưu ơi hưu à. Nhiều bữa còn cười thích thú nữa. Nhưng mà con buồn ngủ quá, không nhớ nó nói cái gì nữa. Chắc là nó đã gặp con hưu con ở trong rừng rồi. Dạo này nó suốt ngày xin vào rừng kiếm củi hái rau. Tao phải bắt được con hưu con ấy để kiếm sừng hưu làm thuốc. Hưu ơi, ra đây chơi với mình nào. Mình có mang cơm nắm muối vừng đây. Lát nữa mình cho cậu ăn cái muối vừng của mình nha. Thì ra mày trốn việc ở nhà, vào rừng chơi với con hưu con này. Thằng này láo, thấy con hưu con mà không báo cho ông chủ. Ông ơi, hưu mẹ đã bị ông bắt mất rồi, giờ còn mình cậu ấy thôi. Ông tha cho cậu ấy đi. Tha là tha thế nào? Tao sẽ bắt nó về nhà nuôi lấy sừng. Tao mang nó về nhà nuôi, nó sẽ được an toàn hơn là ở trong rừng. Rừng là nhà của cậu ấy, ông đừng mang cậu ấy về nhốt trong chuồng. Con xin ông, tha cho cậu ấy đi. Mày bắt thằng mía tránh sang một bên, để tao bắt con hưu con này về. Không được bắn chết nó nghe chưa? Ông không được bắn nó. Mày tránh ra để tao bắt sống nó. Muốn chết hay sao mà ngán đường của tao? Hưu ơi, cậu chạy thật nhanh đi, chạy thật sâu vào rừng đi. Ông ta đã bắt mẹ cậu đó, đừng để ông ta bắt được cậu. Hưu ơi, con chạy đi. Thằng nhóc láo cá, dám chặn đường của tao. Hư ơi, chạy sao về trong rừng nha hư. Mau đuổi theo nó cho tao. Mày còn đứng đó làm gì nữa hả? Mũi theo nó nhanh lên. Mới chạy được xíu đã thở hồng hộc rồi. Đúng là cái thằng kém cỏi. Đau quá. Đau quá. Cứu tôi. Ah!
Ông ơi, đầu con đau quá, xin ông đừng đánh con. Con mỗi con hưu con mày cũng không bắt được, đúng là đồ ăn hại. Ông đang mắng con hay mắng ông vậy? Mày còn ở đó chọc tức tao nữa hả? Ôi trời ơi, cái mông của tôi. May quá, hưu con không bị bắt lại. Thằng mía, tao nuôi mày đúng là nuôi ông tài áo. Mày dám qua mặt tao hả? Rừng là nhà của hưu, ông không có quyền bắt hưu đi ra khỏi rừng. Nếu mày còn muốn làm việc trong nhà của tao thì mau gọi con hưu con đó ra đây. Giờ con có gọi đến chết thì nó cũng không dám ra đâu. Ông làm nó sợ rồi. Được rồi, vậy để tao đánh mày chết, xem con hưu đó có ra cứu mày hay không. Mau bắt nó lại cho tao. Tao phải bắt nó gọi con hưu ra đây. Thằng bé, đứng lại đó cho tao. Mày không muốn kiếm tiền về cho mẹ mày nữa sao? Con xin nghỉ việc. Con sẽ ghét con làm thịt mấy con vật lắm rồi. Mày có đứng lại không? Không là mày chết đó. Đứng lại thì con mới bị ông đánh chết đó. Mày đến nhìn xem, thằng mía nó còn sống không? Con không dám nhìn đâu. Giật sâu như vậy, chắc nó rơi xuống đó, chết rồi ông ơi. Kệ nó đi, tại nó tự té xuống, chứ tao với mày không có liên quan gì hết. Thôi, đi về, nhanh lên. Vậy còn con hưu thì sao ông? Ngày mai tao sẽ cho chó săn vào tìm nó. Mình may quá, may mà có đám dây rừng giữ lại. Mình mà rơi xuống đấy, đập đầu vào đá thì chắc sống không nổi luôn. May quá, sống rồi. Hưu con, cậu bám thật chặt vào đám dây rừng, mình đang ở dưới này. Cậu định nhảy từ trên đó xuống để cứu mình phải không? Lão Hợi nói ngày mai sẽ mang chó săn vào rừng để tìm cậu đó. Mình và cậu phải nhanh chân trốn đi thôi, mình sẽ không quay về nhà của lão ấy nữa đâu. Mày phải tìm được con hưu đó cho tao nghe chưa? Ông chủ ơi, trời con với. Ông với chó chạy nhanh quá, con đuổi tao không kịp. Mày nói tao chạy nhanh như chó hả? Dạ không, con nói con chó chạy nhanh như ông ạ. À, mày lo đi tìm con hưu cho tao, đừng ở đó mà ăn nói láo liếu. Con có bắn được nó không ông? Mày chỉ được bắn vào chân nó hoặc là mông nó thôi. Con hưu phải sống để tao nuôi lấy sừng. Vậy khi bắt được nó rồi, ông cho con dùng thuốc sừng hưu luôn được không? Ôi dạ. Mày chỉ là người làm mà dám đòi hỏi hả? Mau đi tìm con hưu nhanh lên cho tao. Đích thị là con hưu đó rồi. Hôm nay mình phải bắt được nó về cho lão Hợi lĩnh thưởng. Chết tao rồi. Ông ơi, con tưởng ông là con hưu. Mày dám bắn tao hả? Hay là mắt mày bị mù rồi?
Tao lù lù một đống như vậy mà mày tưởng là con hưu? Mày muốn thử cảm giác mũi tên cắm vào mông thế nào không? Chúng, mày đứng lại cho tao. Tao cho mày biết thế nào là mũi tên cắm vào mông. Đó là đồng loại của cậu, cậu hãy đến làm quen đi. Thật vui khi cậu ấy tìm được đồng loại. Mình nhớ mẹ quá. Lâu nay mình không về thăm mẹ. Chắc mẹ lo lắng cho mình lắm. Mình phải tìm đường về thăm mẹ thôi. Cậu không đi theo đàn của mình sao? Cậu sợ mình buồn hả? Bà là mẹ thằng Mía đúng không? Đúng rồi. Thằng Mía nhà tôi có chuyện gì không cậu? Con trai bà làm sổng mất con heo của lão Hợi. Nó sợ quá nên bỏ trốn mất rồi. Nếu nó có quay về thì bà nói nó cứ đến làm cho lão Hợi để trả nợ. Lão Hợi không trách phạt gì nó đâu. Hả? Nó bỏ trốn đi lâu chưa cậu? Cũng lâu rồi. Nó không về tìm bà sao? Nó không có về nhà. Tôi cũng đang lo cho nó đây. Lão Hợi tốt bụng còn gửi tiền công của thằng Mía cho bà đây. Bà nhớ nói nó quay về làm cho lão Hợi nghe chưa? Cảm ơn cậu và ông chủ tốt bụng. Tôi sẽ khuyên nhủ thằng Mía. Chắc là nó chết trong rừng thật rồi. Tiền đó coi như an ủi cho mẹ của nó. Mình phải về nhà thăm mẹ. Lâu rồi mình không về nhà. Mẹ sẽ lo cho mình lắm. Cậu ở lại đây chờ mình nha. Nếu cậu buồn thì hãy đi cùng đàn hươu cho có bạn nha. Nhớ phải tránh xa bì rừng đó. Không biết thằng bé nó trốn đi đâu. Nó lỡ làm sổng heo của lão Hợi thôi mà. Lão ấy cũng tha lỗi cho nó, nhắn nó về làm. Em đi lái thuyền thuê, để em dò la khắp nơi xem có ai thấy thằng bé không. Chắc nó không dám đi đâu xa đâu. Nó rất hiếu thảo với mẹ mà. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con nhớ mẹ quá. Mía, con trai của mẹ, con đã bỏ đi đâu vậy? Cậu nghe nói con làm sổng mất heo của lão Hợi nên bỏ trốn phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu đã làm cả nhà lo lắng. Không phải vậy đâu, là lão Hợi muốn bắt sống hưu con để nuôi lấy sừng. Con vì muốn cứu hưu nên bị lão rượt đuổi, phải chạy nhảy xuống vực. Lão ấy nghĩ rằng con đã chết, con mới thoát được đó. Con trai mẹ tội nghiệp quá. May là con vẫn còn sống quay về. Lão Hợi vì một con hưu con mà suýt nữa hại chết cháu Mía. Bây giờ nếu biết Mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao để giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con đỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy ai mà chăm sóc? Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm ha. Nhưng con đã hứa với hưu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì hưu con rất thông minh. Chắc chắn hưu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng Mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy?
có phải thằng mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng súng quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ chăm chỉ học hành, sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ, con nhớ nghe lời cậu và học hành cho tốt. Mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân, con đừng lo lắng. Dạ, con đi nha mẹ. Em đi nghe chị. Con đã nghi ngờ là nó còn sống rồi mà. Vậy sao mày không ở lại đó canh bắt nó cho tao? Tại khu kẹp con đau quá nên con về gọi ông đến giúp sức. Cậu ơi, họ đang đuổi theo muốn bắt con đó. Để cậu chèo thuyền ra xa. Mày bơi ra đó, biết lại cho tao. Dám lừa tao rồi bỏ trốn hả? Ông ơi, con không biết bơi. Ông ơi, cứu con với, con biết bơi ông ơi. Tao cũng đâu có biết bơi đâu. Tao không biết bơi, mày đã kéo tao xuống chết chùm luôn hả? Nhậu kéo con lên. Ông yêu quá, lại rơi xuống nước. Dạ. Mày làm không hết chuyện của tao rồi. Hư con ơi, mình là mía đây. Tạm biệt cậu, mình sẽ sớm quay lại thăm cậu thôi. Dạ, mong thầy nhận cháu mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy ạ. Từ nay con ở lại đây chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ. Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu, tối qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm, cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu mía đã mất rồi sao? Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi, thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con, rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, cậu con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi. Không biết bây giờ hư con thế nào rồi, cậu ấy đã chịu nhập đàn cho có bạn bè chưa? Này cậu bé, thầy của cậu đâu rồi? Tôi mang thư báo tin đến, cậu nhờ thầy đọc cho nha. Lại là anh sao? Hôm nay anh mang đến tin buồn hay là tin vui vậy? Thưa thầy, tôi rất tiếc lại mang tin buồn đến cho cháu mía ạ. Tội nghiệp con quá, mẹ con vì bệnh nặng đã qua đời rồi. Mẹ ơi!
con định tự mình trở về quê nhà sao? Con có biết đường về nhà không? Thưa thầy, con không nhớ đường về nhà. Lúc cậu đưa con đi thì trời tối lắm, lại đi bằng thuyền, đến nơi thì trời đã sáng. Mẹ con cũng đã mất rồi. Thư đến tai con, chắc mẹ cũng đã yên nghỉ nơi quê nhà. Giờ con quay về rồi con sẽ làm gì? Chi bằng con cùng ta lên kinh thành để tiện đường học hành và thi cử. Khi công thành danh toại, con trở về bái lại mẹ và cậu thì cũng chứng tỏ con đã hoàn thành tâm nguyện cho họ rồi. Thầy vẫn muốn nuôi con ăn học rồi thi cử trên kinh thành hả? Ta thấy con là đứa sáng dạ, lại rất chăm ngoan. Con cũng đã hứa phải học hành thành tài rồi mà. Nghe lời ta, hãy tiếp tục chăm chỉ học hành để mẹ và cậu con được an lòng. Con cảm ơn thầy đã thương con. Mía nghe lời thầy, hai thầy trò khăn gói lên kinh thành tìm chỗ trọ học, chờ ngày thi cử. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt rồi trở về thăm mẹ. Hư ơi, mình sẽ trở về sớm với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, chú Hưu con ngày nào đã trưởng thành. Trên đầu chú đã mọc ra bộ sừng to và dài. Ngày ngày chú cùng đàn hưu đi kiếm ăn trong rừng. Bao nhiêu năm ta canh chừng, hôm nay ta đã tìm được mày rồi. Sừng của mày to và đẹp quá, chắc chắn là làm thuốc sẽ tốt lắm đây. Mày đang chờ thằng Mía sao? Nó sẽ không xuất hiện để cứu mày đâu. Nó đã bỏ mày đi rồi. Rắn độc cắn tôi rồi, có ai không? Cứu tôi với! Vì thích săn bắt thú rừng mà lão Hợi đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão Hợi bị rắn độc cắn, lại rơi xuống vực sâu, không có ai cứu nên phải bỏ mạng trong rừng. Hưu quay về nằm chờ Mía trước cửa hang. Nó cứ nằm đợi mãi, ngày này qua ngày khác, dù mưa nắng cũng không dời đi. Sau bao tháng năm chăm chỉ học hành nơi kinh thành, Mía đã trưởng thành tham dự khoa cử ở kinh thành. Thầy ơi, con đã đậu rồi. Con đã học hành chăm chỉ, chúc mừng con đã thành tài. Lạy thầy, con tạ ơn thầy đã nuôi dạy con bao năm qua. Nay con đã học hành thành tài, xin thầy cho con về lại quê nhà thăm mộ mẹ và tìm người bạn thân thiết thuở nhỏ của con. Mẹ ơi, thằng Mía bé bỏng đã về thăm mẹ rồi đây. Con đã ăn học thành tài rồi, nhưng mẹ đã bỏ con mà đi. Con xin lỗi mẹ vì bao năm không thể về thăm mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Hưu con ơi, cậu có nhớ mình không? Đây chính là nơi mình đã gặp Hưu con. Mùi hương ấy thật thơm, lại quấn quýt mình không rời. Cây hoa này thật kỳ lạ, sao nó lại mọc ngay trước cửa hang này nhỉ? Ngày xưa mình đâu có thấy nó. Ở chỗ này cách đây lâu rồi, có một con hưu già cứ tới nằm mãi như chờ đợi ai đó, rồi nó chết tại đây luôn. Cậu biến thành cây hoa này để đợi chờ mình phải không? Xin lỗi cậu, mình đã đi lâu quá. Cậu không muốn rời xa mình sao? Vậy mình sẽ chiết cành mang cậu về sân nhà mình để bầu bạn nha. Để nhớ đến người bạn hưu đã luôn chờ đợi mình, Mía đã đặt tên cho loài cây trổ hoa trắng, có lá giống tai hưu, cành giống sừng hưu là cây hoa đợi. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn gắn bó, chân thành. Dần qua bao tháng năm,
mọi người nói lệch đi thành cây qua đại như bây giờ. Tâm hồn nhạy cảm và thương người nên mới có thể nghe tiếng kêu cứu của tôi. Ôi cha, ta cứ mãi vui mừng mà quên mất mọi người đều đã đi cả rồi, chỉ còn một mình ta đi sau cùng mà cũng còn gặp nạn nữa. Vậy nàng tiên hãy đi ngay đi. Đợi ta đi trình diện các nàng tiên trưởng về, ta sẽ tặng cô một món quà. Ồ, không cần đâu. Dù sao, ta cũng sẽ gặp lại nàng để cảm ơn. Tạm biệt cô gái tốt bụng. Tạm biệt. Công chúa đang mệt mà lại vào rừng một mình vậy? Cảm ơn hoàng tử, em thấy khá hơn rồi. Em muốn tìm lại căn nhà hôm qua xem là thật hay là mơ. Vậy hãy cho tôi đi cùng để bảo vệ công chúa. Tôi đã khỏe rồi. Có vẻ như chỗ này khá xa chỗ bờ suối hôm qua chúng ta đã ngồi. Dạ, lúc nãy Billy đánh hơi dẫn em đến đây, nhưng tìm nãy giờ em vẫn chưa thấy gì cả. Giống như căn nhà đó đã bị bốc hơi vậy. Nhưng em đi xa vậy, lỡ bị lạc lần nữa giống hôm qua thì sao? Đây là hạt đậu xanh em thả xuống đất để làm dấu đường. Nếu lỡ có lạc thì đậu xanh sẽ mọc mầm và em sẽ tìm thấy đường về. Em đúng là một công chúa thông minh và can đảm. Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì hôm qua không bảo vệ được cho em. Lúc đó hoàng tử đã bị thương mà. Mưa rồi. Chúng ta ra đằng kia, có lẽ trú được đó. Hoàng tử làm gì đó? Đây là cách lấy lửa mà tôi học được của binh lính và người dân ở chỗ tôi đó. Thật là hay quá. Có thể cho em thử được không? Em dùng tay xoay cái que này, thêm một ít lá khô cho nó dễ bắt lửa hơn. Ôi không. Công chúa có sao không? Dạ không. Chắc là em làm chưa quen thôi. Em có muốn làm lại không? Để anh giúp em. Em giữ chặt bằng hai tay và xoay sao cho hai thanh gỗ xảy ra tia lửa. Em làm được rồi. Hay quá, em biết cách làm rồi. Anh rất quý mến em. Sau khi đất nước anh kết thúc chiến tranh thì anh có thể qua hỏi cưới em, có được không? Việc này anh phải nói với cha em chứ. Nhưng anh muốn được em đồng ý trước đã. Có phải ý của hoàng tử là muốn tìm hiểu và đính hôn với con gái của ta không? Thưa bệ hạ, thần thật sự cảm mến công chúa và mong muốn đem lại hạnh phúc cho nàng. Nếu ngươi thật lòng yêu thương công chúa thì cho dù ngươi là thường dân, ta cũng vui lòng gả. Nhưng mà ta chỉ e là thời gian các con gặp nhau không lâu, có khi tình cảm chỉ là cảm động nhất thời. Thần hiện giờ cần phải kết thúc chiến tranh, đưa phụ vương và mẫu hậu thần trở về. Xin bệ hạ cho thần một năm, thần nhất định sẽ trở lại với sính lễ cầu hôn công chúa một cách chính thức và long trọng nhất. Cũng được. Ta chuẩn y thời hạn một năm của ngươi. Hãy cân nhắc chuyện hôn nhân đại sự này thật cẩn thận. Tuân lệnh bệ hạ. Kính chào bệ hạ và hoàng tử. Vua và hoàng hậu của nước thần đã cho người đưa tin bí mật về báo tình hình trong nước và rất mong hoàng tử trở về cầm quân đánh đuổi quân giặc ngoại xâm. Đương nhiên ta sẽ trở về. Tâu bệ hạ, có lẽ thời khắc phục quốc đã điểm, thần xin được lên đường ngay để trợ giúp phụ vương của thần. Cẩn thận, hoàng tử chỉ mới khỏi bệnh hôm qua thôi. Thần thấy thật sự đã khỏe nhiều, việc cầm quân không thể chậm trễ. Thôi được, ta sẽ cấp cho hoàng tử một vạn quân để hỗ trợ. Với lại, hoàng tử cũng cần phải từ biệt công chúa Rose chứ. Vâng, thần xin tuân lệnh. Đa tạ. Ta nhớ Billy và Johnny quá. Tự nhiên ta lại có cảm giác bất an, như sắp có chuyện không hay xảy ra. Cấp báo, công chúa, công chúa. Công chúa ơi, công chúa, không hay rồi, không hay rồi. Anh lính hãy từ từ nói ta nghe xem, chuyện gì? Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ vừa bị ngã ngựa, bị thương rất nặng, đang trên đường đưa về lâu đài. Cha ta.
Đi từ từ thôi công chúa ơi. Công chúa. Thái y, thế nào rồi ạ? Phụ vương con ra sao? Xin lỗi công chúa, thần đã cố gắng hết sức. Cái gì? Chuyện là thế nào? Tại sao cha con lại ra nông nỗi này? Tâu công chúa, nhà vua đang cưỡi ngựa thì bỗng nhiên con ngựa hất nhà vua té xuống. Thần thấy bệ hạ bị gãy xương chân bên sườn và đầu có vẻ bị đập vào đá. Cộng thêm tuổi bệ hạ đã cao nên tình hình quả thật rất nặng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tạm thời thần có thể kê thuốc giảm đau cho bệ hạ, còn về lâu dài thì hay là công chúa cho thông báo tìm thần y trong nước xem, biết đâu có thầy thuốc giỏi trong dân gian. Cũng đúng, con sẽ cho làm ngay. Mưa to quá, không biết hoa màu của người dân sẽ thế nào, không biết có tìm được người chữa cho cha không. Giá mà có một phép màu. Có phải mình vừa nghe tiếng gõ cửa không? Hay là tiếng sấm? Hình như đúng là có người gõ cửa. Bẩm công chúa, có một người gọi cửa, tự xưng là thầy thuốc, muốn đến chữa bệnh cho đức vua. Thật sao? Mau mời vào. Công chúa còn nhớ ta không? Bà có thể chữa cho nhà vua sao? Công chúa đã từng thấy ta chữa bệnh cho hoàng tử khi mà. Sao con nghi ngờ? Vì bà, tôi không biết tên bà, cũng không biết bà là ai. Lần trước khi tôi cố công tìm lại bà cũng không gặp. Thì bây giờ ta đã đến tìm rồi đó thôi. Thế nào, công chúa không muốn ta chữa cho nhà vua sao? Tôi không xong rồi, nhà vua đang lâm vào cơn nguy kịch. Công chúa ơi, bà có thể chữa cho nhà vua thật sao? Đương nhiên, nhưng dưới một điều kiện. Điều kiện gì? Bà chỉ cần chữa khỏi cho cha ta, còn bà muốn gì cũng được. Thật sao? Công chúa hãy hứa đi. Được, tôi hứa. Ở đây có hai người này làm chứng, nếu bà chữa cho cha tôi khỏi bệnh thì bà sẽ có bất cứ điều gì bà muốn. Bà là ai? Bà định làm gì? Ta là phù thủy tàn phai. Ta sẽ khiến đất nước này chìm trong bóng tối và sự xấu xí. Bà đã lừa tôi. Không hề, ta giữ lời với cô. Nhà vua đã khỏe lại rồi. Rose, con đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Sao lâu đài lại tối như vậy hả? Cha không nhìn thấy gì cả. Cha ơi, cha làm sao vậy cha? Thấy chưa, cha cô đã khỏi bệnh. Nhưng tại sao cha tôi lại không thấy được? Ông ta bị bù thì sẽ không thể chạy được. Như vậy cô sẽ ở lại đây làm việc cho ta mà không dám bỏ trốn. Nghĩa là bà chỉ muốn ta làm việc cho bà thôi đúng không? Đúng. Công việc này chỉ có người thuần khiết như công chúa đây mới làm được. Nhưng trước hết ta phải dẹp những kẻ không cần thiết đi. Phủ tàn phai, phủ đã làm gì? Ngươi sẽ làm người hầu duy nhất của ta. Bà thật độc ác, bà đâu cần phải hại tất cả họ như vậy. Bọn chúng chỉ ngủ thôi. Từ nay, với các con tin và người cha mù của cô trong tay ta, cô sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi muốn làm điều gì chống lại ta. Trời mưa gió làm ta mệt rồi. Ngày mai lúc ta dậy là phải có buổi sáng đó. Từ nơi đây, ta sẽ phát tán sự xấu xí và thù ghét, rồi ta sẽ trở thành người đẹp nhất. Thấm thoát một năm trôi qua, đất nước của hoàng tử Johnny đã giành chiến thắng và đánh đuổi quân xâm lược. Chúc mừng cha đã trở về bình an. Chúng ta hãy chúc mừng thắng trận, đánh đuổi được giặc ngoại xâm. Chúc mừng cả hoàng tử Johnny, người đã đem đến chiến thắng này về cho chúng ta. Hoan hô! Nhân dịp cả nước ăn mừng, cung điện mở lễ hội mời các nước láng giềng tới. Nhân dịp này, con cũng hãy tìm một cô gái, một công chúa làm vợ. Cha, về việc này, con muốn tự đi tìm người vợ vừa ý mình.
Ý con là sao? Con đã có người trong mộng rồi à? Thưa cha mẹ, đó là công chúa Rose ở nước láng giềng. Cô ấy và đức vua đất nước ấy đã từng giúp đỡ con rất nhiều. Nếu con đã nói vậy, thì hãy đưa công chúa Rose qua tham dự lễ hội và thăm nước chúng ta để mọi người được gặp mặt nha. Dạ, thưa mẹ, sáng mai con sẽ lên đường ngay. Sao ta nghe mọi người đồn nhau là đất nước láng giềng đã bị thôn tính và bỏ hoang, không còn ai dám sinh sống ở đó nữa. Sau một năm, lâu đài Bình Minh bị mụ phù thủy tàn phai chiếm đóng. Công chúa Rose phải lao động vất vả, nhưng nàng vẫn xinh đẹp và tâm hồn vẫn trong sáng như ngày nào. Bữa tối, ngươi đúng là người hầu ngoan ngoãn nhất của ta. Ngươi đã bắt ta làm người hầu một năm nay, cha ta cũng phải sống trong cảnh mù lòa, Dương quốc lạnh giá. Vậy khi nào ta được tự do? Khi nào thì cha ta hết mù lòa? Hãy chờ ta luyện xong phương thuốc quan trọng đã. Ta cần một thời gian chính xác, ta không thể nhẫn nhịn mãi được. Ngươi nhanh chóng hái được nhiều nấm biến hình cho ta đi. Đủ số lượng thì ngươi sẽ nhanh chóng được tự do. Được, vậy ta sẽ cố gắng. Nhưng phải nhanh lên, ta không muốn cha ta phải sống trong mù lòa thêm một ngày nào nữa. Lo hái nấm biến hình cho ta, đừng có lúc nào cũng chỉ sát thuốc cho người cha mù lòa vô dụng đó. Không được vô lễ, cha ta đường đường là quốc vương mà ngươi đối xử như vậy. Ngày mai ta sẽ tìm gấp đôi số nấm biến hình hôm nay. Bà vừa lòng chưa? Có thế chứ. Cha đừng nói vậy, thuốc của mụ tàn phai sắp xong rồi, có khi đến lúc đó chúng ta có thể tìm cách thoát được. Con sẽ cố gắng tìm cách. La 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 la. Nếu ta là chim thì có bay thoát được khỏi đây để tìm người giúp không nhỉ? Nhưng còn cha ta, không biết hoàng tử Johnny thế nào rồi. Ai vậy? Là hoàng tử Johnny sao? Cái gì thế này? Những cây gai khổng lồ này trông như đã mọc cả chục năm rồi. Chẳng lẽ ta đi nhầm đường đến lâu đài Bình Minh? Các anh là những binh lính thiện chiến mà nhà vua đã cử theo ta chinh chiến. Các anh là người ở lâu đài Bình Minh, hãy nói cho ta biết có phải chúng ta đã đi lạc đường không? Thưa hoàng tử, chỗ này chắc chắn phải là đường đến lâu đài Bình Minh. Nhưng vì sao lại có những cây gai này thì thần không biết. Thật lạ lùng, hay là đã có chuyện gì xảy ra? Các anh hãy tản ra xung quanh dò hỏi xem những người quanh đây có ai biết gì không. Tuân lệnh. Các anh đi vòng quanh hàng rào này xem có chỗ nào chúng ta có thể vào được không. Tuân lệnh. Cây to mà lại mọc sát nhau như vậy, có khi nào là do phép thuật? Billy, 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 mày tìm được gì sao? Johnny, hoàng tử Johnny. Rose, có phải em không? Là em đây. Anh đã quay lại rồi. Em tưởng sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Anh đã thắng trận nên quay lại tìm em đây. Nhưng mới một năm mà sao mọi việc đổi khác thế này? Mụ phù thủy tàn phai, người đã chịu vết thương cho anh đã làm đó. Mụ ta muốn em phải tìm nắm biến hình và xe đơm cho bà ta làm phép, cho cả thế giới này trở nên xấu xí và chiến tranh. Còn mụ ta sẽ là người đẹp nhất. Hả? Không thể tin được. Mụ ta thật nham hiểm. Anh sẽ giải thoát cho em. Johnny, anh đừng làm vậy. Mụ tàn phai có thể nghe được đó. Thì anh sẽ quyết đấu với mụ. Không được đâu, mụ ta có nhiều phép thuật cao cường lắm. Em không muốn anh gặp nguy hiểm. Hơn nữa, có chuyện gì? Sao trông em lo lắng vậy? Cha em đã bị mụ phù thủy làm mù mắt, để không cho em trốn thoát. Em không thể để cha bị nguy hiểm được. Mụ còn bắt nhiều con tin khác nữa. Anh hiểu. Nhưng giờ anh đã ở đây rồi, anh sẽ tìm cách cứu em. Cảm ơn anh đã nhớ đến em. Tiếng chuông reo, mụ tàn phai gọi em về đó. Không, mụ sẽ nghi ngờ. Khoan đã, anh nghĩ Billy có thể trốn gần em được. Hãy để nó đi cùng giúp em, như vậy anh yên tâm hơn. Em không biết. Em sợ Billy chui vào đây sẽ bị thương. Hơn nữa, nếu bị phát hiện thì tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Billy rất thông minh, nó sẽ chui qua được thôi. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải nghĩ cách để thoát khỏi mụ ta mãi mãi. Mụ phù thủy sắp bào chế xong thuốc của mụ, em sẽ tìm xem có cách nào không. Vậy bọn anh sẽ bí mật cắm trại ở đây để chờ em. Em nhớ phải cẩn thận đó, công chúa Rose. Dạ. Coi nào, chúng ta phải cứu Rose, mày hiểu không? Cố lên Billy, lách qua trái kìa. Không, không, phía này nè. Giỏi lắm Billy, mau đi tìm và bảo vệ Rose đi. Tâu hoàng tử, chúng thần đã nghe ngóng được một số tin tức. Nấm biến hình à? Nấm này có gì đặc biệt mà mụ ta phải cất công như vậy? Nhà ngươi đã xe sợi, đã nấu bữa tối chưa mà lê mê vậy hả? Ngươi thật là vô dụng. Nấm biến hình mọc ít và hiếm nữa, chạm vào nó sẽ hóa thành hú đen khúc bồi tứ. Ta xin lỗi. Im đi. Ta đã tìm cả trăm đứa, bọn chúng đều ngu ngốc không tìm được nấm. Những đứa tìm được đều dùng về để bị hút vào hố đen mất xác. Ngươi hãy khôn hồn mà làm việc cho nên thân đi, không thì lần sau ngươi không vô tình ngã vào hố đen đâu. Thì ra là vậy, mụ phù thủy lợi dụng khi nhà vua bị thương để vào lâu đài trấn áp mọi người. Tâu hoàng tử, nghe đồ mụ phù thủy này đã hủy hoại ít nhất là 3 vương quốc rồi. Mụ ta muốn thế giới trở nên xấu xí và lạnh lẽo như chính nơi ở của mụ ta. Giờ mụ ta đang chế biến một phương thuốc liên quan đến nấm biến hình rất nguy hiểm. Nấm biến hình à? Đúng vậy, họ kháo nhau có một loại nấm mọc trên cỏ thơm, màu xanh y hệt như cỏ. Chỉ có người có trái tim thuần khiết mới hái được hạt nấm. Có loại nấm như vậy nữa sao? Đúng vậy, nhưng công dụng thế nào thì mỗi người nói một khác. Có người bảo nó làm đẹp, có người lại bảo nó là loại nấm gây bệnh làm cho người ta xấu xí nếu ăn phải. Theo như Rose nói, thì mụ phù thủy muốn mụ ta đẹp mãi, còn cả thế gian sẽ chìm trong sự xấu xí và điêu tàn. Để mụ ta thống trị, chúng ta phải vượt qua hàng rào gai này để cứu cha con Rose và lâu đài bình minh. Hay chúng ta leo vào, hay chúng ta cưa cây tạo lối đi, hay chúng ta phóng hỏa đốt trụi cái hàng rào này. Ý của mọi người rất hay, nhưng ta thấy thế này, việc leo vào là khá mạo hiểm. Chúng ta không có nhiều người để làm như vậy. Còn phóng hỏa đốt cái rào này có thể bắt lửa vào lâu đài và nguy hiểm cho công chúa khi thoát ra. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Ngày mai chúng ta chờ công chúa Rose ra hái nấm rồi sẽ bàn bạc. Một nhóm các anh mau đi tìm 2 máy bắn đá, có thể chúng ta sẽ cần dùng tới. Tuân lệnh. Hy vọng bị... con bé Rose, lâu đài của nó. Lúc nãy là từ đâu? Có chuyện gì vậy? Không có gì. Mày giỏi lắm Billy. Thật may chúng ta chạy thoát kịp. Mụ sắp đủ hạt nấm, nghĩa là thuốc sắp xong rồi sao? Ngày mai ta phải tìm cách báo cho Johnny biết. Không biết khi nào Rose mới đến. Johnny, Johnny. Rose, em đây rồi. Em muốn bàn với anh một việc. Anh cũng vậy. Vậy em nói trước đi. Mụ phù thủy sắp bào chế xong độc dược. Mụ hứa khi nào bào chế thuốc xong sẽ tha cho em được tự do và cha em hết mù lòa. Nhưng em không tin mụ ta nữa. Một lần bị mụ ta lừa mất cả vương quốc là đã quá đủ rồi. Em phải tìm cách phá thuốc của mụ. Anh có cách nào để khiến mụ ra khỏi lâu đài trong nửa giờ không? Thật trùng hợp. Anh cũng định nói với em về việc sẽ tấn công hàng rào gai và tiến vào lâu đài giải cứu em. Thật sao? Anh định làm thế nào? Bọn anh sẽ bắn đá lửa vào lâu đài, nhưng anh sợ em gặp nguy hiểm. Em có thể tìm chỗ trốn an toàn không? Được. Trong phòng em có hầm nhỏ, đủ chỗ cho cha, Billy và em trốn. Khi nào thì anh tấn công? Chắc là khi trời vừa chập tối. Anh phải chờ họ đem máy bắn đá đến. Anh có thể vào lối đằng sau dòm cây. Ở đó có đường bí mật vào lâu đài. Con à,
Cha đã già rồi, không có đáng lo. Con hãy mau đi tìm đường thoát đi. Kìa cha, con sao có thể để cha có chuyện được? Cha nghe rồi đó, chú chó Billy của hoàng tử Johnny đã đến đây để bảo vệ chúng ta. Còn Johnny đang ở ngoài kia chuẩn bị giải thoát chúng ta khỏi mụ phù thủy. Thật sao? Vậy con càng phải trốn ở đây cùng cha. Ở ngoài đó, lỡ như con bị thương thì sao? Cha chỉ có một mình con mà thôi. Khói đèn bốc lên sẽ làm cho cả thế giới hóa ra xấu xí. Mọi người ghen tị lẫn nhau và gây ra chiến tranh. Còn ta chưa trả ơn nên hôm nay đến nộp mạng có đúng không? Chúng ta bị giỡn. Người dám đưa bọn kia đến phá hủy kế hoạch của ta. Rose, đang ở đâu? Rose. Em có sao không? Một phù thủy đằng kia phải không? Em đập bể giạc thuốc của mụ. Mụ phát điên lên rồi đuổi đánh em. Em giằng co với mụ, vậy là mụ ta té vào cái gương, vỡ tan tành. Được rồi, không sao, không sao cả. Bẩm công chúa, đức vua đâu? Người còn sống không? Cha ta lúc nãy khi đá lửa rơi xuống lâu đài thì cha ta bị đá đè mất. Chuyện gì đã xảy ra? Mụ phù thủy tàn phai đã dùng phép đổi cả thân xác lẫn giọng nói của mụ cho công chúa rồi. Bây giờ mụ đang giả làm công chúa đến lâu đài hiệp sĩ đó. Không thể thế được, mụ sẽ mạo danh tôi làm chuyện xấu xa mất. Đúng vậy, cho nên chính nàng phải đi ngăn mụ ta lại. Nhưng còn cha tôi và Billy? Ta sẽ để hai người lính này tìm được họ và đưa họ theo sau. Đây là ánh nắng ban mai kết tinh, chỉ cần chiếu vào mụ là phép thuật sẽ được tẩy xóa và công chúa sẽ lấy lại được diện mạo của mình. Còn bây giờ, công chúa hãy bước lên cầu vòng này, nó sẽ đưa nàng đến lâu đài hiệp sĩ trong tích tắc. Cảm ơn nàng tiên. Nàng đã cứu tôi mà. Bây giờ tôi trả ơn cho nàng. Mau đi đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mụ phù thủy đâu? Rose, có phải là con không? Thật may là trời mưa sau khi bữa tiệc kết thúc. Đúng vậy. Như vậy mọi người đều được về nhà an toàn. Chúng thần gì ở xa nên hôm nay làm phiền đức vua và hoàng hậu một đêm. Không thành vấn đề. Ngày mai còn một buổi tiệc khác, các khanh có thể tham gia luôn. Liệu ngày mai thì hoàng tử Johnny đã về chưa ạ? Chúng thần rất muốn được gặp mặt công chúa toàn thiện toàn mỹ mà hoàng tử yêu mến. Ta cũng rất tò mò, không thua gì các khanh. Ai lại gõ cửa giờ này vậy? Mau! Mau ra mở cửa, biết đâu là con trai Johnny của ta về sớm hơn dự định. Kính thưa đức vua và hoàng hậu, cô gái này tự xưng là công chúa đến tìm hoàng tử Johnny của chúng ta. Công chúa thật sao? Sao lại đi một mình? Mà lại đến vào lúc mưa gió lôi thôi thế này? Dù có phải công chúa hay không, thì vào thời tiết mưa gió như vậy cũng nên tiếp đón họ một chút. Nào, công chúa hãy ngồi đây, ta sẽ cho người lấy một ít súp nóng cho người. Cảm ơn đức vua và hoàng hậu. Công chúa có biết hiện giờ là hoàng tử Johnny không có ở lâu đài hay không? Nói đây cho nàng biết, hoàng tử Johnny của chúng ta đây quá là có tìm vợ, nhưng chỉ lấy một công chúa ra cốt cách công chúa toàn thiện toàn mỹ thôi. Cảm tạ các vị đã nhắc chừng. Tôi nghĩ tôi chính là công chúa mà hoàng tử Johnny đang tìm. Khi chàng trở về thì các vị sẽ rõ. Thôi nào quý vị, hẳn công chúa đã mệt rồi nên để nàng đi nghỉ, rồi ngày mai hẳn sẽ trò chuyện. Tôi đã mạn phép chuẩn bị một phòng nghỉ cho nàng. Mời công chúa đi nghỉ. Cảm tạ hoàng hậu và đức vua, tôi xin phép.
Thưa bệ hạ và hoàng hậu, cô ta mà là công chúa sao? Đúng vậy, cô ta quá là ngạo mạn. Chúng ta hãy để xem đã. Không biết cha ta thế nào, không biết hoàng tử Johnny có bình an không. Chào công chúa, đêm qua nàng ngủ có ngon không? Thưa hoàng hậu, cảm tạ sự hào phóng của hoàng hậu. Thưa hoàng hậu, hoàng tử Johnny và đoàn tùy tùng đã về rồi ạ. Chúng ta mau ra đón hoàng tử đi. Mời công chúa cùng ra đón hoàng tử cùng ta. Tuân lệnh. Đẹp quá. Là công chúa. Đúng rồi. Chắc công chúa mà bạn đừng muốn cưới đó. Phụ vương vàng tuế, con đã về. Tốt lắm. Còn cô gái này? Thưa phụ vương và mẫu hậu, đây chính là công chúa Rose ở lâu đài Bình Minh, thuộc nước láng giềng của chúng ta. Thoạt trông quả là một nhan sắc kiều diễm. Vừa rồi ở đây cũng có một cô công chúa khác đến tìm hoàng tử vào đêm hôm qua. Cô ấy cũng nói là công chúa Rose ở lâu đài Bình Minh. Vậy sao? Thưa mẫu hậu, sao lại có một sự trùng hợp như vậy? Chúng ta mời công... Johnny! Chàng còn nhớ chúng ta có một kỷ niệm riêng mà tàn phai không biết. Chàng đã dạy em một việc mà em rất thích đó. Ngươi có biết không? Chàng đã dạy ta rất nhiều việc. Chỉ ta là công chúa Rose thật sự mới biết được điều này. Và Billy cũng biết nữa. À, đúng rồi. Chuyện này... ta sẽ nhờ Billy nhận diện ra ai là công chúa thật. Còn... con có sao không Johnny? Chuyện vừa rồi là sao vậy? Mọi chuyện đã qua rồi, thưa cha mẹ. Con sẽ kể tường tận cho hai người sau. Con xin giới thiệu lại, đây mới là công chúa Rose. Thần là công chúa Rose. Hôm qua đã được bệ hạ và hoàng hậu thương cho tá túc tại lâu đài. Vì bị mắc lời nguyền thân thế tráo đổi nên không thể giải thích với bệ hạ. Xin thứ lỗi cho thần. Ta rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện của hai đứa đây. Lúc nãy trên mặt một phù thủy giả không có vết cắt do kiếm của ta để lại là ta đã thấy nghi ngờ rồi. Cấp báo hoàng tử. Thưa hoàng tử, chúng thần đã tìm được đức vua của lâu đài Bình Minh. Cha! Rose! Con gái của cha. Cha đã hết mù rồi. Trên đường đến đây cha đột nhiên thấy đường. Cha lại thấy được con rồi. Con gái ngoan của cha. Có lẽ một phù thủy đã chết nên phép thuật của mụ ta cũng bị quá giải. Thưa hoàng tử,